Chào mừng các bạn đến với buổi livestream của Timmy.vn. Hôm nay là ngày 10 tháng 12 năm 2023. Chúng ta lại có một buổi livestream với chuỗi chuyên đề của Cardano Talk do quỹ Catalyst Fund 10 tài trợ. Và đây là buổi livestream thứ 6. Trong buổi livestream gần đây nhất ngày 28 tháng 11 thì chúng ta đã trao đổi với nhau một chuyên đề về Cardano Service Layer. Và đấy là một buổi khá thú vị vì sau buổi đó thì tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của các bạn của người nghe, và sau buổi đó thì tôi cũng tiếp tục khám phá sâu hơn về cái nội dung này, và tôi cũng tìm hiểu thêm được khá nhiều điều mới mẻ. Và đặc biệt là tôi cũng nhận ra trước đây có một số vấn đề mà mình hiểu chưa đúng, và hôm nay thì tôi cũng muốn chia sẻ điều đó với bạn. Tuy nhiên thì buổi livestream hôm nay sẽ có một điều khá đặc biệt, và hôm nay thì tôi sẽ phá lệ. Chúng ta sẽ có một chuyên đề nói về giá cả và thị trường, đặc biệt là vấn đề về tâm lý đầu tư. Tôi nói cái chuyên đề này vì một lý do là như các bạn đã biết thì trên cái room hôm nay tôi có làm gửi một cái vote để thăm dò ý kiến mọi người xem là tối nay chúng ta nên nói về chuyên đề gì. Câu hỏi của tôi là buổi livestream tối nay các bạn muốn trao đổi về vấn đề gì. Chuyên đề thứ nhất là giá cả thị trường, rồi vòng lãi, tâm lý đầu tư. Rồi chuyên đề thứ hai là nói về công nghệ substrate. Thì trong đó thì tôi nhận được ban đầu thì tới có một tỷ lệ rất chênh lệch là lên tới hơn 60% mọi người muốn nói về giá cả, muốn nói về thị trường, muốn nói về vòng lãi. Thực ra là tôi ban đầu chỉ để làm cái chuyên đề cho nó vui thôi, làm cái vote này cho nó vui thôi. Không ngờ các bạn có thể quan tâm đến vấn đề này nhiều hơn. Nhưng rất may là càng về cuối thì cái số lượng người quan tâm đến hai chuyên đề này để tương đối cân bằng nhau. Tỷ lệ không lệch nhau nhiều lắm, 48-51. Và cuối cùng thì mãi tận chiều tối thì tôi mới quyết định là thôi thì mình tổ chức luôn cả hai cái chuyên đề này vào một. Nó cũng sẽ tương hỗ lẫn nhau. Buổi tối hôm nay thì cái chuyên đề về mặt công nghệ, tôi nghĩ là các cái cấu trúc về lần sau chắc là tôi sẽ phải nói cả hai. Sau đó thì nửa đầu khi chúng ta sẽ nói về công nghệ, sau đó nửa sau chúng ta sẽ nói những đề mà anh chị em quan tâm sát sạt đến túi tiền, đấy là vấn đề về tiền nong, giá cả. Rất nhiều bạn comment nói là thầy có thấy các cái video của thầy không? Chỉ có mấy trăm người xem, bởi vì thầy nói toàn những điều mà mọi người không muốn nghe. Các video của em mà nói về giá cả 5-7.000 người nghe. Hôm nay tôi thử xem, tôi sẽ nói cả hai. Và hôm nay có vẻ đúng thật, số lượng người nghe lúc này đã lên đến 78 rồi. Các bạn, cái chuyên đề livestream mà các bạn đang nghe là được tài trợ bởi quỹ Catalyst Fund 10. Và trong cái phần tài trợ thì mình có đưa ra số cam kết là cái người mà xem livestream trực tiếp tối thiểu là 100 người. Nhưng mà các lần trước đây thì toàn bị thiếu đấy các bạn ạ. Có lần thì được có 80, có lần được có 60. Rất may thì khi làm báo cáo thì mọi người cũng châm trước, mọi người bỏ qua cho. Nên là một trong những lý do là chắc là chúng ta nói về những chuyên đề mà nó hơi sâu quá về mặt công nghệ cho nên là ít người xem. Với thứ hai đó là sau khi livestream xong thì lại có YouTube nữa, nên là nhiều người cũng bỏ qua cái livestream trực tiếp, mọi người xem YouTube cho nên là ít người like trực tiếp quá. Nên anh em cố gắng làm sao vận động giúp tôi cái cho nó đủ 100 người nghe, bởi vì là nếu không đủ thì sẽ không được cấp vốn và không được cấp fan lại lần sau nữa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay đầu vào cái buổi ngày hôm nay. Như thường lệ thì các bạn mà muốn trao đổi, có những câu hỏi comment thì các bạn cứ gõ trên màn hình chat nhé. Trong quá trình mà chia sẻ mà mình thấy có những cái phần nào câu hỏi nóng thì mình sẽ trả lời luôn, còn nếu không chúng ta sẽ trả lời vào phần cuối cùng. Hôm nay chúng ta sẽ có hai chuyên đề. Một là chuyên đề chúng ta sẽ nói về Substrate Framework, và chúng ta sẽ tìm hiểu xem là Substrate Framework là gì và tại sao nó lại quan trọng, và tại sao tôi lại đưa nó thành một cái nội dung nóng của ngày hôm nay. Và cái chuyên đề thứ hai thì chúng ta sẽ nói về giá cả, thị trường cũng như là tâm lý đầu tư. Lâu lắm rồi mới có cái vị thế mà nói chuyện nó ngon lành thế này không? Cũng rất lâu rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Đầu tiên thì chúng ta hãy thử tìm hiểu xem là các blockchain hiện nay ấy, nó đang được xây dựng theo thế nào. Trước đây ấy, thì nó được làm như nào và bây giờ thì nó sẽ được làm như nào. Và nếu các bạn muốn xây dựng một cái blockchain thì những việc gì mà các bạn cần phải làm nó có khó hay không? Thì đấy là cái câu hỏi mình đặt ra. Thì như các bạn hình dung trước đây là cái blockchain Bitcoin là cái blockchain đầu tiên của cái hệ sinh thái này, của cái ngành này. Và sau khi mà Bitcoin ra đời thì ban đầu thì chả ai quan tâm đến nó cả. Nhưng mà khi bắt đầu giá cả nó tăng lên và bắt đầu khoảng năm 2012-13 thì rất nhiều các cái nhà lập trình viên khác họ học theo cách làm của Bitcoin và họ tạo ra một loạt các blockchain khác. Các bạn có thể nhìn thấy như là Litecoin, như là Dash, rồi các bạn nhìn thấy là Bitcoin Cash, Bitcoin Silver, rồi chúng ta nhìn thấy PIVX, vân vân. Có đến hàng trăm các cái loại blockchain khác nhau. Và cái cách làm thì thông thường mọi người cứ thấy là Bitcoin thành công mà, cho nên là mọi người cũng cố tạo ra một blockchain riêng của họ. Và cái cách làm ấy thì nó đi theo một cái hướng làm rất là đơn giản thôi. Đấy là copy and paste. Tức là lúc đấy họ sẽ copy mã nguồn, họ copy cả số cái, thậm chí là họ copy cả dữ liệu, họ copy cả cơ chế đồng thuận. Đơn giản là chỉ copy một cái blockchain hiện hữu, sau đó họ paste sang một chỗ khác và họ tổ chức các con máy chạy thì nó tạo ra một cái blockchain mới. Ví dụ như là Litecoin thì họ copy mã nguồn của Bitcoin, sau đó họ nới cái dung lượng ra, dung lượng cái block size ra, nhưng mà họ không copy dữ liệu. Thế nhưng mà ví dụ như là Bitcoin Cash chẳng hạn thì họ copy mã nguồn, họ copy cấu trúc dữ liệu, họ copy cả số liệu, cả dữ liệu luôn của Bitcoin. Và cho nên ngày xưa chúng ta cứ có ai có đồng Bitcoin thì tự nhiên có đồng Bitcoin Cash. Rồi đồng Dash chẳng hạn thì họ cũng copy mã nguồn của Bitcoin nhưng mà họ không copy nguyên, xong họ copy ra, họ chỉnh sửa, họ thay cái, đặc biệt là cái cơ chế đồng thuận ấy. Có cái hệ thống Masternode, ví dụ như vậy. Thì đấy là cách làm truyền thống. Và đến thế hệ blockchain tiếp theo là blockchain 2.0. Thì chúng ta biết là sự ra đời đầu tiên là của Ethereum. Nhưng mà Ethereum nó chính là Ethereum Classic nha các bạn nhé. Và cái đồng mà Ethereum hiện nay mà chúng ta đang dùng gọi là đồng Ethereum chính mà nó đang 2.300 đô la ấy, thì bản chất nó là một bản fork ra từ cái đồng Ethereum Classic, tức là nó từ cái bản Ethereum cũ ấy, nó sau một cái lần nó bị lỗi về bị hack thì người ta Vitalik quyết định là không hỗ trợ cái chuỗi nữa và fork nó ra một cái chuỗi khác. Như vậy bản chất ấy, cái chuyện fork này nó cũng là cái copy thôi. Thì Ethereum hiện nay là một cái bản sao copy từ mã nguồn, từ cấu trúc sổ cái, thậm chí cả dữ liệu rồi cơ chế đồng thuận, nó chuyển sang một cái hệ mới thì cũng là copy sang. Tất nhiên là trong quá trình phát triển thì Ethereum hiện nay đã lột xác rất nhiều rồi, nó được nâng cấp lên rất nhiều lần, đặc biệt là thay đổi cơ chế đồng thuận Proof of Stake rồi. Và nhưng toàn bộ cái hệ sinh thái này nó vẫn đi theo, tức là cái cách làm người ta vẫn đi theo một cái làm cũ trước đây là cứ copy cái cũ xong rồi paste ra, xong đâu chỉnh sửa một tí xong lại làm cái mới. Thậm chí là có những cái hệ thống còn copy y nguyên luôn và không đổi tham số. Và chúng ta nhìn thấy hai cái hệ sinh thái copy lớn nữa là Solana rồi Binance Smart Chain, thì đâu đó nó cũng kế thừa cái mã nguồn từ Ethereum ra, và sau khi mà copy kế thừa ra thì họ cũng chỉnh sửa, nâng cấp, họ cũng thay đổi và cũng ra hệ thống blockchain mới. Thì đấy là cách làm như đấy, và cái tư duy cũ vẫn là có một hệ thống blockchain có sẵn rồi, sau đó copy xong sửa, copy nhân lên xong sửa, copy có thể copy nguyên trạng sang hoặc có thể copy sang thay đổi một chút. Thì với cách làm như vậy ấy, thì nó sẽ không chuyên nghiệp và nó sẽ không thể đảm bảo tính cá thể hóa, cá nhân hóa được. Các bạn tưởng tượng như là nó giống như là chuyện là chúng ta xây dựng website thế thôi, chúng ta nhìn thấy một website có sẵn rồi, xong chúng ta copy cái mã nguồn của website sang một cái chỗ khác, xong chúng ta chỉnh sửa thành website của mình, thì nó không đảm bảo tính đa dạng. Thậm chí như là có những cái blockchain mà layer 1 lớn các bạn nhá. Thôi ở đây không tiện nêu tên ra, không cộng đồng lại tranh cãi nhau. Thì copy mã nguồn của Ethereum ra, có những con số mà cái đội ngũ lập trình ấy, người ta khi mà cộng đồng hỏi là tại sao con số này nó lại như thế này thì người ta bảo là không biết, cái này thế Ethereum nó cứ để thế chạy thì chúng tôi để thế mà nó vẫn cứ chạy thôi. Và như vậy thì đấy là cái cách mà phát triển nó không đảm bảo được cái tính linh hoạt, không đảm bảo được tính cá thể hóa. Và cái nhu cầu hiện nay ấy, thì nó sẽ khác hơn rất nhiều so với trước đây. Tức là làm sao mà tôi tạo ra một blockchain mà tôi phải cá thể hóa được cái blockchain theo kiểu của tôi. Nó giống như các bạn làm website đấy. Bây giờ tôi muốn làm website nhưng mà cái cấu trúc của website, cấu trúc dữ liệu, giao diện, menu, hình ảnh thì tất cả nó phải do tôi cá thể hóa nó đi cơ. Thì đấy là cái nhu cầu. Và để làm được cái, để đi được theo cái hướng đấy á, tức là làm sao mà chúng ta có thể xây dựng được hệ thống blockchain theo cái ý mà mình mong muốn, mà nó được xây dựng từ đầu, mà không phải là làm copy and paste. Tức là làm sao mà nó giống y như chúng ta phát triển các cái phần mềm hoặc website hiện nay ấy, là chúng ta làm, thế nhưng mà làm từ đầu, nhưng mà không phải code tất cả các thứ lại từ đầu cả, mà chúng ta có thể kế thừa những cái sản phẩm của thứ của nhau. Yeah, hôm nay có 106 người rồi, quá tuyệt. May quá. Tôi nghĩ là chắc hôm nay chúng ta sẽ hứa, tôi nói về giá cho là đông người vào. Làm sao cộng đồng biết được một blockchain copy mã nguồn khác ạ? Copy and paste ấy thầy ơi. Cái này thông thường là cái hệ thống blockchain người ta sẽ tuyên bố, người ta thừa nhận luôn ấy, các bạn. Còn nếu không ấy, các bạn có thể cái này là bạn phải có kỹ năng đọc mã nguồn ấy, thì lên GitHub. Mà thông thường cái này người ta không giấu đâu. Nếu mà ai copy ra người ta nói luôn là tôi là một cái bản fork ra từ cái mã nguồn này. Ví dụ như là Litecoin, như là Dash, như là PIVX, rồi như là Bitcoin Cash, Bitcoin Silver, người ta tuyên bố luôn là cái bản này tôi fork ra từ Bitcoin và tôi chỉnh sửa những tham số này. Họ nói rất rõ như thế. Thì cái này nó không khó lắm. Quay lại cái nội dung chúng ta hôm nay là nếu mà cái ngành này cứ copy and paste ấy, thì nó sẽ không phát triển được một cách sôi động được. Nó phải như là cái internet hiện nay, tức là chúng ta phát triển không phải đơn giản chỉ copy and paste thuần túy, đổi mấy tham số rồi tự nhiên tạo ra một cái blockchain mới, mà chúng ta có nhu cầu là phải cá thể hóa được cơ. Nào bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu substrate là gì, và với cái nhu cầu như thế thì cái khái niệm substrate nó ra đời. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ cho bạn cái khái niệm Substrate Framework là gì. Và chúng ta phải hiểu được cái này. Bởi vì lý do là Cardano, cái hệ sinh thái mà chúng ta đang đầu tư vào ấy, họ sẽ sử dụng cái công nghệ này để tiếp tục phát triển lên cái một tầng cao mới. Đặc biệt là Midnight là một trong những thứ mà có dính dáng đến cái công nghệ này. Cho nên chúng ta sẽ phải hiểu. Xin lỗi cái từ Substrate tôi bị viết nhầm là chữ T, đợi tôi sửa lại một chút. Và substrate là không phải chữ D mà chữ T các bạn. Yeah, substrate. Ok rồi. Thì bây giờ quay lại cái nhu cầu hiện tại ấy. Nhu cầu hiện tại là khi mà blockchain nó trở nên phổ biến hơn, nó trở nên phổ cập hơn, nó bắt đầu ứng dụng vào thực tiễn ấy, thì người ta sẽ có nhu cầu xây dựng những cái blockchain một cách nhanh chóng nhất, một cách dễ dàng nhất có thể. Nó cũng giống như những cái ví dụ tôi nói ban đầu là bây giờ chúng ta muốn làm một website rất dễ, chúng ta chỉ mất khoảng 5 phút, chỉ 5 đến 10 phút thôi. Đấy, bây giờ chúng ta có thể set up một cái website rồi mà không phải là copy and paste, mà chúng ta có thể tạo ra một cái website nó có thể tùy biến được. Tức là tôi muốn các cái cấu trúc dữ liệu theo cách của mình, trình bày website theo cách của mình. Thì blockchain nó cũng có nhu cầu như thế. Sau này nó sẽ phát triển rất đa dạng các bạn. Sau này một cái blockchain nó có thể đến từ một cái nhà hàng bạn có thể, một cái quán cà phê ấy, bạn có thể muốn có blockchain riêng của bạn. Rồi một cái, nếu bạn là một nhà sản xuất chẳng hạn, bạn muốn một cái xác nhận hàng hóa xuất xứ và bạn muốn blockchain riêng của bạn cũng được. Bạn là một cái cộng đồng, bạn muốn cái cộng đồng bạn có blockchain riêng cũng được. Và sau này web 3, một cái website người ta muốn có blockchain riêng lưu trữ dữ liệu của người ta cũng được. Và như vậy thì người ta đòi hỏi rằng là để tạo ra một cái blockchain, một cái phi tập trung ấy, nó phải rất nhanh và rất dễ, nó chỉ liên quan đến chuyện kéo thả thôi, phải ra được cái đấy. Và nhu cầu là các blockchain nó phải tùy biến được. Tùy biến tức là tôi muốn là cái hệ thống blockchain của tôi nó lại bảo mật giống như Bitcoin nhưng mà lại chạy proof of stake, nhưng mà lại chạy sổ cái accounting kiểu như thế này ạ. Thì nó có khả năng tùy biến những cái tham số ở bên dưới. Nhưng nó phải kế thừa được những cái gì mà tiến bộ mà người trước đã làm được rồi. Ví dụ như là một hệ thống blockchain mà có cái cơ chế đồng thuận là Ouroboros như của Cardano thì quá tuyệt vời rồi. Như vậy là tôi muốn chạy cái cơ chế đồng thuận là Ouroboros của Cardano cơ. Thế nhưng mà tôi lại muốn một cái tính năng ưu việt gì đấy của Ethereum, ví dụ chạy Solidity của Ethereum, chạy smart contract của Solidity, nhưng lại muốn cái gì đó của Polkadot, ví dụ như vậy. Thì làm sao mà những cái gì mà xuất sắc của những cái ở bên khác rồi ấy, thì chúng ta có thể kế thừa lên hệ thống blockchain mới này. Thì đấy là nhu cầu. Và xuất phát từ nhu cầu như thế thì bắt đầu chúng ta có cái công nghệ Substrate Framework. Thì ở trong lập trình chúng ta biết cái từ framework rồi. Framework nó là một cái hạ tầng để ở đó chúng ta có khả năng phát triển những cái phần mềm ở trên nền của nó, mà chúng ta không phải làm mọi thứ lại từ đầu. Ví dụ như là trong thiết kế chẳng hạn, nếu bạn là một người thiết kế chẳng hạn, thì bình thường ngày xưa chúng ta phải vẽ bàn, vẽ ghế, vẽ phòng, vẽ tủ, vẽ nhà vệ sinh, vẽ bể bơi, vẽ phòng ăn, vẽ phòng ngủ, ví dụ thế. Chúng ta phải vẽ lại các thứ từ đầu thì rất mất thời gian. Nhưng là người ta có thể có một cái framework, có thể một cái phần mềm mà nó có sẵn mẫu hình của cái ghế, cái bàn, cái tủ, cái thứ hết rồi, đúng không? Và làm sao các bạn dựa trên cái framework các bạn có thể đưa tất cả mọi thứ vào để phần design của mình nó sẽ nhanh hơn. Thì cái Substrate Framework ấy, nó cũng xây dựng dựa trên ý tưởng tương tự như thế. Và đây là một cái khái niệm rất hay các bạn. Và tôi sau khi mà tôi nghiên cứu rất sâu về Midnight, sau đó tôi nghiên cứu sâu hơn nữa về cái cơ chế về cái lớp là Cardano Service Layer để mình hiểu xem là nó đang hình thành như thế nào, thì mình mới nhận ra được là cái lĩnh vực blockchain bắt đầu nó đi vào ứng dụng thực tiễn hơn rồi. Bởi vì là bắt đầu người ta tư duy đến phát triển làm sao đó nó ở cái quy mô công nghiệp. Khi ở một quy mô công nghiệp tức là một người làm, người ta không làm từ đầu đến cuối. Ví dụ như cái áo các bạn mặc chẳng hạn, thì không một cái doanh nghiệp nào người ta sản xuất tất cả những cái bộ phận trên cái áo từ đầu đến cuối. Cái cúc có thể sản xuất ở một cái doanh nghiệp khác, chỉ may có thể phát ở một doanh nghiệp khác, thậm chí là cắt cũng ở một doanh nghiệp khác. Và khi mà đến chỗ chúng ta nó chỉ có may thôi. May xong rồi đóng gói xong rồi, thậm chí là cái chuyện giao hàng bán đi cũng phải là của một doanh nghiệp khác. Thì người ta chia thành rất nhiều các cái module, và phải chia thành các những module, thế thì năng suất nó mới cao, nó mới tối ưu, nó mới hiệu quả. Và mỗi một người làm cái khâu, người ta tăng cái tính chuyên môn hóa lên thì cái nó sẽ có nhiều tính ưu việt hơn về mặt công nghệ. Và cái gì ở trong cái xã hội chúng ta cũng thấy, từ sản xuất cho đến thương mại rồi đến internet cũng thế luôn. Nào internet cũng thế, bây giờ nó cứ cắt ra thành khâu, mỗi người làm cái đoạn thôi, tức là có người chuyên cung cấp hạ tầng, người chuyên cung cấp nội dung, người chuyên chạy quảng cáo, ví dụ như vậy, thì người ta cắt thành các đoạn ra. Và bây giờ mình mới nhận ra là blockchain bây giờ cũng như thế. Blockchain bây giờ người ta cũng chia ra là có rất nhiều các phân đoạn khác nhau, và các cái phân đoạn ấy được làm một cách rời rạc ra. Và sau đó khi mà muốn phát triển blockchain ấy, thì các bạn chỉ cần ngồi một chỗ, cho các bạn ghép các mảnh ghép vào nhau thôi, và nó ra một hệ thống blockchain. Thì đấy là cái ý tưởng để làm cái chuyện đấy, và nó chính là substrate. Và tôi không biết cái từ substrate này từ đâu và nó dịch như nào ra, thì tôi cũng không rõ lắm. Thì bản chất substrate là gì? Substrate là một cái hạ tầng nền tảng để xây dựng blockchain. Tức là bây giờ các bạn có WordPress để xây dựng để xây dựng website, đúng không nào? Tất nhiên chúng ta còn nhiều nền tảng khác nữa, nhưng mà chúng ta có cái WordPress rất là phổ biến, dùng để làm website mà dùng WordPress thì rất nhanh. Các bạn cứ lấy các mẫu, các bạn ghép vào nhau một cái, thế là ra được một website. Thì Substrate bây giờ nó cũng giống WordPress, để bạn có khả năng làm được ra một cái blockchain cũng tương tự như cái cách bạn làm ra một cái website, để không mất thời gian và không khó khăn lắm. Các bạn không phải code từ đầu mà các bạn có thể kế thừa những cái thứ nền tảng mã nguồn mở nó đã ra được rồi. Thì Substrate được code bằng ngôn ngữ Rust, các bạn. Rust. Sau khi mà tìm hiểu rất nhiều về Substrate xong thì mình mới chợt nhận ra là có khi mình lại đi học lập trình Rust. Rust là một ngôn ngữ lập trình rất là mới, và nó ra đời khoảng năm 2016 gì đó, mình không nhớ chính xác đâu. Sau cái khi mà Ethereum nó phát triển ấy, thì bản chất của nó đây là hạ tầng nền tảng để các bạn có thể tạo ra một cái hệ thống blockchain nhanh và rất là dễ dàng, nó không khó lắm, mà không phải là copy and paste đâu nhé. Không phải là copy cái mã nguồn mà mình không hiểu cái mã nguồn đấy là cái gì đâu, mà ở đó nó hình thành những cái module, và các cái module các bạn chỉ ghép vào nhau thôi. Thì ở đây mình có liệt kê cho các bạn này một số các module tùy chỉnh. Ví dụ là thông thường mà các bạn tạo ra một cái blockchain ấy, thì có những công việc mà giống như trong các bạn phải đi làm lại ở tất cả các blockchain khác, nó đều làm giống như nhau. Ví dụ là blockchain nào cũng phải có database, rồi blockchain nào cũng phải có một cái module để các cái máy nốt nó nói chuyện với nhau, ví dụ như thế. Rồi với các blockchain 3.0 thì blockchain nào cũng phải có một cái module quản trị, làm sao để voting, làm sao để thay đổi các tham số. Rồi chắc chắn một blockchain thì phải có cơ chế đồng thuận. Bây giờ làm sao là chọn cơ chế đồng thuận này, rồi chọn cơ chế đồng thuận kia, rồi các bạn phải có những cái sổ cái nhất định, bạn sẽ chọn accounting hay là OTO. Như vậy là nó có rất nhiều các mảnh ghép, và mỗi mảnh ghép ấy thì nó có nhiều sự lựa chọn khác nhau. Rồi làm sao mà bạn có thể code ra một hệ thống mà lúc các bạn nâng cấp nó lên ấy, thì nó không bị fork ra, nó không bị như Bitcoin là bị rẽ nhánh nhá. Rồi mỗi một cái blockchain khác nhau thì nó có cách lựa chọn các cái giao dịch khác nhau. Ví dụ như là khi mà người ta đẩy cái giao dịch vào thì cái cách của Bitcoin với Ethereum chọn là ông nào trả phí cao thì ông ấy được đi lên trước. Còn cách lựa chọn giao dịch của Cardano là cứ first come first serve, tức là ai mà đến trước thì được phục vụ trước. Thì đấy là những nguyên tắc khác nhau. Thì như vậy là có các module và có sự lựa chọn. Rồi phí giao dịch, có những cái module các bạn chọn phí giao dịch theo kiểu cạnh tranh nhau giống như Ethereum với Bitcoin, trong khi đó Cardano thì chọn phí cố định cộng với cái phần biến đổi dựa theo dung lượng. Thì như vậy là đấy cũng là cái module để customize. Rồi một blockchain thì các bạn phải quyết định xem là cái block time của nó là bao lâu thì đóng block. Rồi cái block size của nó lớn là bao nhiêu. Rồi Bitcoin là 1 mê, ví dụ như thế. Còn Cardano bây giờ là 90 KB. Thì những cái con số như thế các bạn phải khai vào một cái chỗ nào đó. Rồi ví dụ như là các bạn sẽ phải có hợp đồng thông minh. Blockchain mới thì bây giờ có những cái blockchain sinh ra ấy, nó đơn giản, nó chỉ tạo ra token xong rồi thôi. Bạn chỉ muốn tạo ra cái token để bán các cái vé xem phim, bạn tạo ra những token để chứng nhận hàng hóa xuất xứ, thế thôi. Thì cái blockchain của bạn không cần cái hợp đồng thông minh làm gì cả, thì bạn có thể bỏ cái module đi cho nó đỡ phức tạp. Còn nếu trong trường hợp mà bạn copy từ mã nguồn Ethereum sang thì bạn vẫn phải để cái module đấy ở chỗ đó, bởi vì là bạn không biết chỉnh sửa ở chỗ nào và bạn bỏ chỗ này có khi lại lỗi ở chỗ khác. Thì bây giờ người ta thiết kế ở dạng module rồi, bạn không cần hợp đồng thông minh đúng không, thì bỏ nó ra chỗ khác, và nếu mà cần thì ghép nó vào. Và đặc biệt là trên Substrate ấy, cái hợp đồng thông minh nó có hai cái ngôn ngữ mới để viết cái hợp đồng thông minh rồi các bạn. Một cái ngôn ngữ là ing và một ngôn ngữ là once. Và mình cũng đã xem qua cái chuyện họ code ing như nào rồi, họ nói là nó sẽ nhẹ và nó linh hoạt, nó cũng bảo mật hơn. Và đặc biệt là họ nói về Rust, tôi thấy rất nhiều người nói về Rust là một ngữ lập trình mà có vẻ khá ưu việt, nó rất là nhẹ và nó rất là ưu việt cho lĩnh vực blockchain này, không kém gì hacker đâu. Rồi chúng ta có những cái module tùy biến logic khác, người ta gọi là runtime ấy, nó có hẳn với những cái bộ thư viện để các bạn vào đó, các bạn chỉ chọn các bạn ghép vào với nhau. Này, cái này khi mà nhìn đây thì mình cũng hình dung là giống như thế giới internet, website cũng ghép thế. Rồi ở trong cái lĩnh vực xây dựng đúng không, các bạn cũng ghép thế, thiết kế các bạn cũng ghép. Trong xây dựng cũng thế, bạn ấy chọn nhà vệ sinh, chọn gạch, chọn vôi vữa cát, xong bạn ghép với nhau thành một ngôi nhà, bạn ghép với nhau thành một bức tranh, bạn ghép với nhau thành một website, và các cái thứ module ghép với nhau thành một cái bộ quần áo. Thì như vậy là khi mình nhận ra chuyện này là có vẻ như cái lĩnh vực blockchain bắt đầu nó đi vào cái chuyện phát triển theo hướng quy mô công nghiệp rồi. Và nếu làm thế này nó có khả năng tùy biến như này thì nó mới phù hợp với nhu cầu. Chứ bây giờ để làm một cái blockchain mà đâu đấy mất mấy năm như ông Cardano làm thì chết mất. Rồi các bạn, thì có những lúc mà mình không yêu cầu những cái quá khốc liệt ở vấn đề hạ tầng, mà mình chỉ cần xây dựng cái database ở dạng blockchain cho cái web app thôi. Thì mình không cần phải xây dựng một cái quá phức tạp như là Ethereum, không cần xây dựng một cái quá phức tạp như Cardano. Mình chỉ xây dựng một cái blockchain ở mức độ vừa phải, nhẹ thôi, nó đáp ứng nguồn nhu cầu của mình dùng thôi. Thì đây là cái giải pháp, đúng không? Và cái Substrate này là một cái phần mềm mã nguồn mở nhé các bạn nhé. Nó có hẳn một cái kho thư viện ở trên cái Reddit rồi, và chúng ta có thể dễ dàng lên đấy lấy về để phát triển lên được. Và rất ngạc nhiên là cái Substrate Framework này nó hình thành từ năm 2016 rồi các bạn. Đấy là cái thời kỳ mà bùng nổ của ICO ấy. Các bạn biết là 2016-2017 thì nhà ICO, người ICO, và đơn giản họ cứ lấy cái hệ thống blockchain cũ ra, họ copy, họ chỉnh sửa, xong họ phát hành ICO. Và từ đó những cái ý tưởng theo kiểu là làm sao mà tạo ra một cái công cụ mà có những cái mảnh ghép ấy, để có thể ghép vào với nhau mà nó ra được cái blockchain chứ không phải copy and paste như bây giờ, thì nó bắt đầu nhen nhóm ý tưởng từ thời kỳ đó rồi. Và bắt đầu có những người bắt tay vào làm ra cái Substrate này và đẩy lên GitHub ở dưới dạng mã nguồn mở rồi. Và có một cái công ty nó gọi là công ty Parity Technology, ra đời năm 2019, đặt trụ sở tại Anh Quốc, London. Thì bây giờ ấy, họ là một cái công ty mà họ tuyên bố luôn họ là công ty về mã nguồn mở, và họ sẽ tập trung phát triển cái Substrate này để ứng dụng nó vào lĩnh vực cuộc sống. Và khi mà tìm hiểu ra, mình cũng khá ngạc nhiên là cái công ty Parity Technology này, người ta đã làm rất nhiều, người ta đã ứng dụng cái Substrate này vào rất nhiều các nền tảng rồi, và người ta đã ứng dụng nó vào Ethereum, và hiện nay họ là người bên cung cấp chính các cái máy, các cái node, các cái nền tảng, cái hạ tầng ấy, để chạy cái blockchain Ethereum. Rồi họ cũng cung cấp cái công nghệ Substrate này cho cái Bitcoin, gọi là Parity Bitcoin rồi. Và đặc biệt ấy, một cái dự án lớn nhất hiện nay mà họ đang làm ấy, chính là Polkadot. Polkadot là một cái dự án mà ứng dụng Substrate một cách gọi là nền tảng công nghệ chính ấy. Ngoài ra chúng ta còn hàng một loạt các cái blockchain khác cũng đang dùng cái này, ví dụ như là Kusama, ví dụ như là Moonbeam, ví dụ như thế. Và ở trong các cái video mà họ giới thiệu ấy, thì họ đang support khoảng độ 20 các dự án mà đang dùng cái mô hình Substrate này để xây dựng lên cái hệ sinh thái đấy rồi. Thì nghe đến đây mình thấy là ôi, có vẻ như là một khoảng thời gian rất dài mà mình cứ chỉ tập trung vào Cardano ấy, cho nên là những thứ mà diễn ra thứ bên ngoài ấy, tự nhiên là mình bị bỏ bẵng mất đi các bạn. Tức là mình quá yêu cái dự án này, mình chú tâm nó vào nhiều quá. Và đấy là lý do tại sao mà suốt 2 tuần vừa rồi các bạn, tôi dành rất nhiều thời gian nghiên cứu một cái hệ sinh thái khác, một hệ sinh thái blockchain khác để mở mang thêm cái sự hiểu biết của mình thêm về những cái công nghệ nó phát triển ở phía bên ngoài kia. Và không phải tự dưng mà Cardano lại kéo cái Substrate về để dùng. Và như vậy là người ta cũng biết là ở phía bên ngoài người ta đang là phát triển rất là rầm rộ rồi, cho nên là người ta mới dùng cái công nghệ này. Và tôi đã dịch khoảng mười mấy cái video liên quan đến Substrate rồi, nhưng mà hiện tại thì tôi mới chỉ public cho cái nhóm nghiên cứu Midnight để các bạn ấy dùng thôi, mà tôi chưa public nó ra cộng đồng. Bởi vì là nếu mà tôi public cái này ra cộng đồng thì có thể mọi người hiểu nhầm thôi, mọi người lại bảo thằng cha này lại bỏ Cardano đi nghiên cứu hệ sinh thái khác. Thì tôi sợ mọi người hiểu nhầm như thế, thì tôi vẫn cứ lẳng lặng để đi tìm hiểu cái này một thời gian đã. Và bây giờ cái công nghệ dịch của nhóm của tôi nó cũng đã tốt hơn ngày xưa rồi, cho nên là hầu như mỗi ngày bây giờ mình cũng dịch 5 đến 10 video một ngày, sau đó mình mở rộng ra cái nội dung để mình xem. Bởi vì sau này các cái công nghệ nó sẽ giao thoa với nhau chứ nó không có kiểu công nghệ độc quyền nữa. Và thời gian vừa qua khi các bạn biết rồi, khi mà công bố cái kế hoạch làm partner chain ấy, partner chain khi mà đưa ra bắt đầu cái thông tin về Midnight thì các bạn đã bắt đầu nghe thấy thông tin là Cardano dùng Substrate và chúng ta dùng Substrate của Polkadot các bạn. Và trên thị trường bắt đầu xôn xao lên là ông mẹ tưởng thế nào, hóa ra lại đi lấy của Polkadot sang dùng. Và trong cái video mà lần trước mình nói ấy, mình cũng nói rằng là, và có chỗ mình đã bị hiểu nhầm các bạn, mình lại quá chú trọng vào cái từ parity. Cái từ parity là từ này. Và lý do mình bị nhầm ấy là bởi vì là trong quá trình mà mình nghe video ấy, mình nghe thấy chữ là Parity Technology thì mình lại nghĩ rằng là nó là một cái công nghệ tên là Parity. Và mình cố gắng đi search để tìm hiểu xem là cái công nghệ Parity nó là cái gì. Và Cardano thì nhấn rất mạnh là có rất nhiều người đang làm với công nghệ Parity rồi chuyển sang đang làm ở bộ phận Midnight, thì mình cứ nghĩ là những người được có kinh nghiệm làm cái công nghệ gì đó liên quan đến Parity chuyển sang. Hóa ra là không phải, mà đấy là những người đã làm ở cái công ty, nó có một cái công ty tên là công ty Parity Technology và họ làm cái Substrate. Và như vậy thì ở đây cái keyword mình phải bắt, đấy là keyword là Substrate chứ không phải công nghệ, chứ không phải bắt cái keyword là Parity. Nếu mà các bạn có xem video này thì và xem cái video buổi trước nữa rồi thì các bạn phải nhớ lại cái chỗ này nhé. Và các bạn, ở đây mình xin đính chính lại cái nội dung là như thế này. Polkadot là một cái blockchain phát triển dựa trên cái nền tảng là Substrate. Họ lấy Substrate chính là cái core, là cái lõi để họ xây dựng lên cái hệ sinh thái Polkadot. Và trong những video mà mình nghe cái ở trong cái hệ sinh thái Polkadot họ giới thiệu ấy, thì hiện tại Polkadot có khoảng độ 350.000 các cái dòng lệnh. Thì trong đó có đến hơn 250.000 lệnh là lấy từ cái mã nguồn mở Substrate ra. Như vậy là họ lấy ở trên cái nền tảng Substrate Framework ra, sau đó họ đưa các module mới, họ chỉnh sửa, họ xây dựng những cái bộ từ biến lên. Và như vậy thì cái phần lớn cái mã nguồn nền tảng là họ lấy từ Substrate ra. Và ở đây phải khẳng định là Polkadot phát triển dựa trên cái công nghệ, dựa trên cái framework Substrate. Nhưng cái Substrate không phải là của Polkadot các bạn, chỗ này mình phải nhấn mạnh lại thế. Và không có khái niệm là Cardano lấy lại cái công nghệ của Polkadot nghiên cứu sang để dùng, mà Substrate là một cái mã nguồn mở trên cộng đồng và nó được công khai lên rồi. Và không ngoại trừ rằng là Cardano sẽ có một cái bài nghiên cứu peer review về cái Substrate này. Bởi vì đến giờ phút này ấy, thì toàn bộ những cái công nghệ Substrate là do cộng đồng phát triển rồi cứ xây dựng nó lên thôi, còn hoàn toàn chưa có một cái đề tài nghiên cứu khoa học nào cả. Và nếu chúng ta sẽ nhìn thấy một cái gọi là Substrate xây dựng dựa trên cái thì thế nào cộng đồng sẽ có ý kiến theo kiểu là mẹ lại ăn cắp về xong rồi lại viết ra cái Thì các bạn biết là Hoskinson chuyên làm như thế, tức là ông ấy đi thấy tất cả ở trên thị trường ấy là có những công nghệ mọi người làm phát triển đã tốt rồi, thì vấn đề là làm tốt rồi nhưng mà làm theo kiểu là phủi thôi, làm kiểu nghĩ thế đúng thì làm đấy thôi, và không ai có cái nghiên cứu học thuật gì cả. Thì nếu không có nghiên cứu học thuật thì nó sẽ dẫn đến chuyện là xây dựng hệ thống blockchain mà nó thiếu đi cái những cái nền tảng về khoa học. Thì ông lại lấy cái đấy lên, xong ông viết một cái bài báo, ông public nó lên. Thì đã một thời gian rất dài thì Hoskinson bị nói là chuyên đi ăn cắp của người khác xong biến thành của mình. Nhưng Hoskinson nói là tất cả những cái bài nghiên cứu của Cardano là không bao giờ ông tuyên bố về mặt bản quyền. Ông chỉ chứng minh rằng là đấy về mặt khoa học là nó đúng đấy, và đây là nền tảng, này là cơ sở để mọi người có thể dùng, và nó có tính chất khoa học rõ ràng chứ không phải là do mấy ông lập trình viên phủi ra được. Thì tôi cũng không ngoại trừ là trong thời gian tới Substrate sẽ có một cái bài nghiên cứu về cái này. Okay. Như vậy là cái slide này ở đây để mình giải thích cho anh chị Substrate là cái gì. Thì nói ngắn lại thì Substrate là một cái dạng hạ tầng, một cái framework ở dưới dạng module. Có rất nhiều các module ở trên đó, và cái module ấy có khả năng tùy biến, có tính kế thừa được những cái công nghệ tốt. Và bây giờ mọi người muốn xây dựng một blockchain thì không phải code từ đầu, và cũng không phải làm theo kiểu copy and paste giống như ngày xưa, mà bây giờ nó có sẵn module rồi, mọi người kéo nó vào, xong đó mọi người tùy chỉnh tùy biến, cái gì mình cần thì mình dùng, cái gì không cần thì mình bỏ đi. Và mỗi một module thì nó có nhiều sự lựa chọn khác nhau, và căn cứ theo nhu cầu mình sử dụng thì mình có khả năng, mình sẽ có khả năng tự tạo ra những cái blockchain tùy biến một cách phù hợp với cái nhu cầu sử dụng của mình. Và với cách tư duy như thế thì mình nhận thấy rằng cái ngành công nghệ, cái ngành blockchain này nó sẽ phát triển, nó sẽ có cơ hội phát triển rất là nhanh, bởi vì cái cách để tạo ra nó cũng đơn giản hơn rất nhiều so với ngày xưa rồi, và nó cũng đi đúng theo những cái xu hướng mà những cái công nghệ khác rồi thực tế ở ngoài đời chúng ta đã nhìn thấy là nó đều đi ở dạng module lắp ghép hết. Như vậy nó sẽ ưu việt hơn rất nhiều. Và cái thứ hai mà mình muốn truyền tải cái nội dung đến đây, và cũng xin đính chính lại những cái nội dung mà mình đã nói lần trước ấy, là cái thứ chúng ta cần quan tâm đây là Substrate chứ không phải là Parity. Parity Technology là một cái công ty về công nghệ gọi là Parity, và cái Substrate mới là cái nền tảng mà chúng ta cần phải quan tâm. Thì đó các bạn. Nào, sau khi mà hiểu được Substrate là cái gì rồi thì vấn đề là chúng ta đang chìm xuống sâu rồi. Bây giờ chúng ta phải lùi lại, đứng lên cao và nhìn tổng quan một chút xem cái Substrate nó ở đâu trong cả cái ngành công nghệ này. Và tôi cũng cố hình dung xem là Cardano nó đang làm cái gì trong cả một cái mảng lớn thế, rồi Polkadot làm gì nó có mảng làm trong cả mảng lớn thế. Liệu Cardano làm những cái mà có dẫm chân lên những cái gì Polkadot đang làm không, hay là nó có những cái mâu thuẫn gì với nhau, hoặc là nó có cái sự trùng lắp gì hay không. Thì tôi có một cái slide để tôi chia sẻ với các anh chị cái hiểu biết của mình về cái tầm nhìn ấy. Và các bạn, cái này là do trong quá trình mình tìm hiểu ấy, xong mình mường tượng nó ra, mình vẽ lại thôi nhé, nó không phải là một cái tiêu chuẩn và có khả năng nó sẽ bị sai, và mình cũng sẽ phải chỉnh sửa lại để hoàn thiện thêm. Bởi vì là hiện tại thì tôi bắt đầu mới hướng ra bên ngoài cái hệ sinh thái Cardano, bắt đầu tôi mở rộng cái chuyện nghiên cứu ra và cố gắng hình dung xem cái hệ sinh thái này nó đang phát triển như thế nào nhé. Thì như các bạn biết là cái tầng trên cùng ấy, mà mình hay nói chính là cái chuyện DApp. Tất nhiên là cao hơn nữa sẽ là người dùng này, xong đến DApp, và dưới DApp ấy, người ta DApp tức là một cái ứng dụng phi tập trung, và muốn phi tập trung thì phải có blockchain. Và có rất nhiều các cách để một DApp họ xây dựng cơ sở dữ liệu một cách phi tập trung. Cái cách mà thông dụng nhất mà chúng ta hiện nay đang nhìn thấy ấy, là một DApp bây giờ ông muốn phi tập trung đúng không? Thì ông lấy một cái blockchain hiện tại ấy, nó đang tồn tại rồi, một cái public blockchain hiện tại đang tồn tại rồi, để ông đưa dữ liệu của ông vào đấy. Và hiện tại chúng ta đang gọi nó là layer 1. Ví dụ như MinSwap chẳng hạn là một cái sàn phi tập trung. Bây giờ vì ông là một sàn phi tập trung cho nên là ông sẽ phải sử dụng dữ liệu phi tập trung. Và để sử dụng dữ liệu phi tập trung thì ông không tự tạo ra cho mình một cái dữ liệu phi tập trung, mà ông sử dụng một cái dữ liệu phi tập trung có sẵn, chính là cái blockchain Cardano. Đúng nào? Thì Cardano là một public blockchain, một blockchain công khai, và Cardano là một cái layer 1. Như vậy là cái DApp là một cái vỏ, đúng không? Người dùng người ta giao tiếp ở thông qua cái ứng dụng, cái giao diện đấy. Và cái DApp ấy nó có logic riêng của nó, và sau khi mà nó thực hiện cái logic xong thì dữ liệu nó được lưu vào cái public blockchain, như vậy là lưu vào cái Cardano. Đúng không ạ? Thì đấy là cái cách phổ biến nhất hiện nay đang làm. Lý do là bởi vì là để hiện nay để tạo ra một cái blockchain nó rất là khó, nó rất là vất vả, đúng không nào? Nhưng nếu mà tương lai ấy, làm cái gì cũng qua public blockchain thì nó sẽ rất là đắt đỏ. Thứ hai là nó không tùy biến được, bởi vì là hệ thống blockchain design của Cardano thì nó thích sẵn như thế rồi, và chúng ta có thể muốn những cái thứ mà ngoài hoặc là chúng ta không muốn trả phí thác thì không được. Và như vậy nó sẽ xuất hiện một nhu cầu là mỗi một đề app có thể nó có hệ thống blockchain riêng hoàn toàn đấy, không các bạn? Và họ sẽ có nhu cầu là tạo ra blockchain riêng phục vụ cho nhu cầu của họ thôi. Tôi lấy ví dụ như là các bạn có thể bán vé máy bay, các bạn có thể bán vé xem phim, các bạn có thể bán cà phê, và những cái việc mà mình bán ghi doanh số thứ này nó mình muốn ghi trên blockchain để cho nó công khai, cho nó minh bạch. Thế nhưng mà mình muốn customize nó đi để bởi vì là mình chỉ cần một cái loại dữ liệu kiểu như thế này, cái trường dữ liệu kiểu như thế này thôi. Thì như vậy là mình hoàn toàn có khả năng dùng cái blockchain riêng của mình. Thì cái blockchain đấy nó có thể có hai dạng là private blockchain, tức là blockchain riêng chỉ dùng trong nhóm của mình thôi. Ví dụ như là sau này hệ sinh thái của Fimi chẳng hạn, chúng ta muốn cung cấp cái service cho nhau thôi, chúng ta tạo một cái blockchain riêng private thôi, mấy người ở trong cộng đồng mình chạy với nhau thôi, thì không cần liên quan đến bên ngoài. Hoặc là chúng ta cũng có thể tạo ra một cái public blockchain cho riêng cái đội nhóm chúng ta cũng được. Thì này có thể là private, có thể là public. Như vậy là gì? Một cái đề app nó có hai sự lựa chọn để lưu dữ liệu, hoặc là lưu dữ liệu vào một cái blockchain công khai hiện nay nó đang tồn tại, hoặc là họ sẽ lưu dữ liệu vào cái blockchain mà họ tự tạo ra. Và bây giờ để mà phục vụ cho nhu cầu mà tạo ra hệ thống blockchain mà các cái đề app họ tự muốn làm ở cái góc phía bên tay trái này. Như vậy là ai cũng muốn tạo ra cái blockchain của mình, và khi mà xây dựng một đề app ấy, thì tạo ra nó họ muốn là nhanh, muốn phải đơn giản, phải dễ dàng thôi. Thì muốn làm như thế thì chính là Substrate ra đời. Được các bạn, Substrate ra đời để phục vụ cái nhu cầu mà một cái đề app ra đời muốn xây dựng một cái blockchain riêng của họ, và vai trò Substrate sẽ nằm ở chỗ đó. Sau này các bạn tưởng tượng là một cái web 3 ấy, tức là bây giờ nhé, chúng ta sẽ nhìn thấy như này, ở cái web 2 hiện tại ấy, là nó không còn cái web như là chúng ta nhìn gọi là website bình thường nữa nhé, mà nó gọi là web app. Ví dụ như chúng ta dùng Google Sheets chẳng hạn, hiện nay nó là một dạng web app, tức là nó là một ứng dụng nhưng là nó chạy trên nền web thì nó gọi là web app. Và cái Google Sheets chúng ta đang chạy ấy, thì nó thỏa mãn cái là web app rồi. Nhưng mà cái data mà lưu ở trên cái Google Sheets ấy, thì nó lại bị tập trung, nó bị centralized, nó bị tập trung ở Google, họ nắm toàn bộ dữ liệu của chúng ta. Thì cái web 3 đề app ấy, nó khác là cái ứng dụng nó chạy trên nền web nhưng cái database của nó lưu một cách phi tập trung. Và muốn một cái dữ liệu kiểu phi tập trung như thế thì chúng ta phải có blockchain riêng, hoặc là chúng ta phải blockchain chung nhưng cái blockchain riêng là tối ưu. Ví dụ bạn có thể tạo ra một cái forum riêng của bạn, bạn có thể tạo ra một cái mạng xã hội riêng của bạn. Và muốn như thế thì bạn phải làm như nào đó để nhanh sinh ra cái đó thì Substrate. Và hiện nay để tạo ra Substrate thì cái công ty Parity Technology tạo ra cái Substrate, và Substrate dùng để tạo ra cái blockchain cho cả hệ sinh thái cái đề app. Ok chưa nào? Như vậy để các bạn hình dung xem là cái Substrate nó sẽ nằm ở đâu nhé. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là thế Polkadot nằm ở đâu? Thế thì Cardano nằm ở đâu? Rồi hôm nọ chúng ta lại cần nói đến là service layer, rồi blockchain as service, rất nhiều cái thuật ngữ, thì bây giờ nó nằm ở đâu? Thì tôi cố gắng vẽ một sơ đồ để mọi người hình dung như này. Tức là khi một cái ứng dụng ấy, một cái ứng dụng ở tầng phía trên này, ví dụ là nó chạy qua cái blockchain để nó ghi dữ liệu vào thì ok rồi. Thế nhưng mà nó có thể có nhu cầu mà giao tiếp với các blockchain khác. Như vậy là nó rõ ràng nó có một cái nhu cầu gọi là cross chain với nhau. Nó cần những cái môi trường, những cái không gian để các cái blockchain có thể tương tác với nhau. Rồi nó cần lưu trữ dữ liệu, ok rồi. Nó có cần những cái API để nối từ bên ngoài vào cái đề app của họ, phải gọi API, phải ra lệnh cho hệ thống blockchain thông qua cái API. Rồi họ cần những thông tin Oracle, ví dụ giá cả, sàn tập trung thì phải cần thông tin về giá cả. Sau này thời tiết, sau này logistics, đúng không? Chúng ta sẽ cần đấy nữa. Rồi sau này chúng ta sẽ có KYC, rồi các đề app phải cần stablecoin. Họ có thể tạo ra blockchain riêng của họ nhưng mà không điên gì họ lại đi tạo ra một cái stablecoin của riêng họ nữa cả, đúng không nào? Rồi sau này rộng hơn, ví dụ như là họ muốn thanh toán phí bằng token của họ thì phải dùng cái công nghệ paperfill của Cardano. Rồi sau này có thể họ cũng lưu trữ trên blockchain riêng của họ rồi, nhưng mà họ cần những cái kênh thanh toán nhanh cơ. Như vậy là họ có thể cần Hydra, vân vân, rất nhiều. Thì như trước đây mà chúng ta cái phần trước ấy, tôi đã nói cho các bạn là tất cả những gì mà tôi vừa điểm danh ấy thì nó sẽ nằm ở trên một cái blockchain mới. Và khi đó nó xuất hiện một cái dịch vụ, một cái lớp nó gọi là blockchain as a service. Tức là một cái đề app nhé, người ta phát triển thì nó có hai hướng đi. Một là ông có thể xây dựng một cái blockchain riêng của ông, và đấy ông muốn làm gì trên blockchain riêng của ông thì kệ ông muốn lại tạo stablecoin riêng của ông được, rồi API các thứ này nó cũng được. Thế nhưng mà một khi mà ông đã dùng cái public blockchain ấy, thì ông lại có nhu cầu là tôi dùng những cái service nó có sẵn ở trên cái nền tảng blockchain đấy cơ. Và cái cách đấy là người ta đi qua một cái service khác. Thế là tôi cũng làm đề app, nhưng mà tôi không làm blockchain riêng mà tôi lưu trên blockchain Cardano. Như vậy là Cardano cung cấp một cái service như là một blockchain. Rồi sau này chúng ta có thể thấy là Ethereum cũng cung cấp service như là một blockchain. Tôi phát hành token ở trên đấy này, tôi chạy smart contract trên nền tảng của ông này, tôi lưu dữ liệu vào của ông này. Và trong cái hệ sinh thái đấy thì tôi cũng swap các tiền qua nhau này, đúng không? Rồi tôi dùng Oracle của Chainlink này, ví dụ như thế. Thì Chainlink cung cấp cái dịch vụ Oracle như là blockchain as a service. Thì đấy là cái lớp thứ nhất đấy. Ngoài ra các bạn cũng sẽ nhìn thấy lần trước là mình phân tích như này, tức là khi các ông tạo ra một cái nốt này này, nhưng vấn đề là làm sao cái nốt của ông nó chạy phi tập trung được, tức là ông dùng cái mã, ông dùng cái substrate, ông kéo thả các mảnh ghép vào với nhau thì ok, nó ra một blockchain rồi. Nhưng làm sao cái hệ thống blockchain của ông ấy nó chạy phi tập trung được? Vì ông code xong rồi nhưng mà làm sao ông lo được 3.000 con máy tính, 3.000 cái nốt như Cardano hiện nay để chạy được? Thì ông cần cái nốt phi tập trung, đúng không? Đây, vào đây. Thì tôi cung cấp cho ông tất cả các nốt này rồi. Ông Hùng ông cài thêm cái ứng dụng này vào xong rồi chạy cái nốt cho người ta, người ta trả phí. Như vậy là có một cái lớp là cung cấp một cái hạ tầng, đúng không? Để các ông tạo ra blockchain gì vào đây mà dùng. Rồi có những cái nốt nhẹ. Đề app mà chạy, tức là chúng ta chạy trên cái mobile phone ấy, thì không thể load thẳng dữ liệu của cái blockchain về cái điện thoại, nó rất là nặng. Mà hiện tại thì đa số các máy chỉ là chạy thông qua con server, tức là Euroi chúng ta dùng lại chạy qua một con server, như vậy nó bị tập trung. Bây giờ làm sao ấy, tạo ra những cái nốt nhẹ một cách phi tập trung thì lúc đấy cái đề app nó mới thực sự là một cái đề app đúng nghĩa là phi tập trung được. Như vậy cần cái nốt nhẹ, mà muốn có nốt nhẹ thì Cardano đã có công nghệ là mintering rồi, đúng không? Và mintering đấy có thể cung cấp nốt nhẹ cho cả Ethereum, cả Bitcoin, bất cứ một blockchain nào chạy thì đều có khả năng cung cấp cái service là nốt nhẹ ấy được. Rồi quản trị on-chain, tức là bây giờ cái module của ông ấy là cái module ông tạo từ substrate ra, đúng không? Kéo vào. Nhưng mà nếu mà ông thiết kế thêm một cái module quản trị trên đấy nữa thì hết sức phức tạp. Bây giờ ông dựa vào cái module quản trị mà đã có sẵn của trên nền tảng Cardano đi. Rồi có thể mượn các cơ chế đồng thuận. Còn ông mượn luôn cơ chế đồng thuận Ouroboros của Cardano, quá ổn rồi, đúng không? Thì ông có thể mượn cơ chế đồng thuận. Rồi sau này Cardano có input endorser nữa, ông tạo ra blockchain rồi, đúng không? Thế nhưng mà cái công nghệ mà để phát tán cái blockchain của ông ấy theo cách đấy thì nó quá chậm đi. Bây giờ muốn mà công nghệ phát tán nó nhanh hơn ấy, để nó không bị dừng nghỉ thì ông dùng input endorser đi, ông ví dụ thế. Rồi sau này ông tạo ra blockchain của ông rồi, đúng không? Ông lại chạy smart contract trên máy của ông nữa thì ông có hàng trăm con máy tính để chạy để nó đảm bảo thực thi mà không bị tập trung hóa không? Thì sau này có Cardano virtual machine, tức là ví dụ những người vận hành nốt của tôi sẽ cung cấp cái service là chuyên đi chạy smart contract để kiểm tra các điều khoản của các ông thôi, sau đó thực thi và ghi vào dữ liệu blockchain của các ông. Ví dụ thế thì có rất nhiều các cái service mà khi các ông chạy trên nền tảng của chúng tôi này thì nó mới đáng tin cậy bởi vì nó phi tập trung. Như vậy nó xuất hiện thêm một cái lớp nữa. Nó xuất hiện thêm một lớp nữa. Thì hôm trước chúng ta đã trao đổi với nhau rồi. Cái lớp này nó gọi là lớp Decentralized as a Service, tức là cung cấp cái dịch vụ phi tập trung ra cho những cái blockchain ở phía bên ngoài. Kể cả cái người mà đã cung cấp blockchain as a Service nhé, có thể cũng sẽ phải dùng cái dịch vụ ở phía bên dưới này. Tức là ông đã tạo ra một cái dịch vụ rồi này, cung cấp cho bọn DApp rồi. Nhưng cái dịch vụ của ông ấy có phi tập trung hay không, ông lại sử dụng dịch vụ của bọn bên dưới nữa. Cái như vậy là cái bọn mà hạ tầng Decentralized as a Service xuống phía bên dưới nữa. Ví dụ như là không ngoại trừ sau này một cái mạng, tôi lấy ví dụ như là mạng BNB đi, Binance Smart Chain đấy, sau này họ phát triển rất tốt đấy. Thế nhưng mà cộng đồng họ bảo là ông chạy nhanh thế rồi đấy, nhưng mà ông chạy kiểu 21 nốt tập trung thế thì tôi không thích, mà tôi không tin tưởng. Bây giờ cũng cái service của ông tốt như thế rồi, như vậy là ông chính là một blockchain cung cấp service rất tốt rồi. Nhưng bây giờ ông phải phi tập trung ra đi thì nó mới tốt được. Và bây giờ mà ông ấy lại đi loay hoay lo cái chuyện làm sao phi tập trung ra được nữa thì nó rất mất thời gian. Thì ông có thể sử dụng luôn cái hạ tầng của Cardano chẳng hạn đấy. Bọn đấy nó lại có nốt phi tập trung rồi, nó lại có công nghệ input endorser, nó có mintering sẵn rồi, nó có quản trị on chain đủ mọi thứ rồi. Bây giờ chỉ cần ké vào đấy nữa phát, tức là dùng lên nâng cấp phần mềm lên phát, thế là chạy được. Như vậy là nó có hai cái layer, một cái layer blockchain as a service và một cái blockchain là decentralized as a service nữa. Thì hôm trước chúng ta đã nói về Cardano là chúng ta đang nói ở cái tầng này rồi. Là Cardano sẽ hướng tới là một cái công ty là service layer, đúng không? Và khi mà tôi sâu chuỗi tất cả các thông tin vào với nhau ấy, mình vẽ ra cái này ấy, thì mình thấy là bây giờ nó phải như thế này, tức là nó có từng cái tầng như thế và mỗi thằng thì lo một chuyện thôi. tức là ông lo phần móng, ok rồi, lo thật tốt phần móng, và cái phần móng ông phải thật chắc nhá. Còn ông bây giờ ông lo cái phần từng cái tầng ở bên trên rồi, ok chưa? Sau khi xong cái tầng ấy rồi nhá, thì bây giờ sẽ có một bọn chuyên cung cấp dịch vụ vào, đúng không? Lau sàn, ok, ông chuyên lau sàn, ở bảo vệ, ông chuyên bảo vệ. Còn ông lo điện nước, kiểu như vậy, cứ như thế, và như thế thì một cái tòa nhà nó mới vận hành được. Và hệ sinh thái cứ thế nó sôi động lên thôi. Và ngày xưa mình cứ nghĩ là Cardano sẽ phải cố gắng làm tất cả mọi thứ, nhưng mà đúng là như thế thì quá tham và nhồi tất cả mọi thứ vào thì hoàn toàn không thể được. Cái tòa nhà của ông là tòa nhà văn phòng thôi, nhưng mà ăn thì phải ra ngoài thì nó mới sạch sẽ được, không gọi thế nó chuyên biệt được. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta nhìn thấy Midnight ra đời, đúng không? Và Midnight nó sẽ tách lên trên ấy. Midnight nó sẽ ở cái tầng phía trên này, Midnight nó sẽ ở tầng là blockchain as a service. Ở đó nó sẽ cung cấp bảo mật dữ liệu này, ở đấy nó cung cấp cái KYC này, xác nhận danh tính này, ở đấy nó cung cấp các stablecoin ẩn danh này, ví dụ như thế. Thì cái nghĩa vụ của Midnight là cung cấp cái blockchain as a service, còn Cardano lùi xuống phía dưới trở thành cái decentralized as a service. Hình dung các bạn những cái gì mình hình dung ra như thế nhé. Thế bây giờ câu hỏi đặt ra là thế bây giờ thử so sánh xem là thế thì trong những cái cung cấp service này thì Polkadot nó sẽ cung cấp cái gì và Cardano cung cấp cái gì, liệu có mâu thuẫn với nhau không, liệu có đánh nhau không, đúng không ạ? Thì sau khi tìm hiểu thì mình hình dung như thế này, tức là như vậy thì cái đề áp ấy, có những cái đề áp nhé, nó nối thẳng phía dưới này, tức là có những đề áp nó sẽ chọc thẳng xuống cái decentralized bên dưới, rồi nó có thể dùng cái blockchain as a service phía bên trên, và nó sẽ dùng rất đa dạng ở từng cái layer, từng phân lớp khác nhau nhé. Thì tôi nhìn thấy Polkadot họ cung cấp cái service ở trong cái mảng này, tức là Polkadot lúc đấy sẽ cung cấp, nó giống như là cái hub ấy, đúng không? Nó sẽ là nơi, nó sẽ cung cấp một cái hạ tầng để ông muốn tạo blockchain, đúng không? Đến đây tôi cung cấp cho ông cái service, và họ đầu tư, họ phát triển cái substrate, họ phát triển cái thư viện, những cái ứng dụng, những cái runtime, những cái logic, đúng không ạ? Những cái thực thi, những cái đoạn mã thực thi của họ, và họ cố gắng xây dựng các cái thư viện một cách đồ sộ lên để bất cứ khi nào ông muốn làm website thì ông đến đây, đúng không? Nó giống như là cái WordPress ấy. Tôi có đầy đủ thư viện đến đây rồi, và ông chỉ việc lắp ghép vào như thôi. Và nếu ông xây dựng bằng cái khác cũng được, nhưng nếu các ông xây dựng bằng cái thư viện của tôi này thì nó gần như là cùng cái hạ tầng, cùng một cái ngôn ngữ rồi, và nó rất dễ giao tiếp lại với nhau. Như vậy ông muốn các blockchain của ông mà muốn dễ dàng và muốn giao tiếp thứ này nọ thì ông đến đây, ông dùng cái service này của tôi. Tất nhiên Polkadot họ cũng cung cấp cái service là để lưu trữ dữ liệu, ở trên đó chúng ta có khả năng phát triển cái token ở phía trên đó cũng được. Họ cung cấp những cái API, như vậy là họ cung cấp những cái mảng ở cả cái blockchain as service, và bản chân cái substrate ấy, nó cũng là một cái dạng service để giúp ông xây dựng một cái blockchain, đúng không nào? Thì đấy là Polkadot họ chỉ vươn lên chỗ đó thôi. Nhưng mà Polkadot họ sẽ không cung cấp service như là KYC, họ cũng không xác định là cung cấp service theo kiểu là dữ liệu bảo mật ẩn danh như là Midnight, rồi họ cũng không có ý định cung cấp cái service là một cái nốt phi tập trung hay là những cái công nghệ như là input endorser, làm sao để phát tán dữ liệu nhanh. Họ không cung cấp service đấy, họ sẽ cung cấp cho service ông là làm sao khả năng tạo ra được cái blockchain nhanh, và làm sao khả năng kết nối lại với nhau. Tôi sẽ tạo ra cơ chế để ông kết nối như thế. Như vậy là cái khoảng của Polkadot họ sẽ cung cấp như thế. Còn Cardano thì sẽ cung cấp cái mảng này, tức là Cardano thì không có ý định là cung cấp một cái nền tảng để các ông thích thì đến đây tạo ra blockchain, thì Cardano không có ý định làm cái chuyện này. Nhưng Cardano sẽ cung cấp tất cả những cái service mà ông đã sinh ra blockchain rồi, đúng không? Nếu mà chưa ra có gì sang Polkadot mà làm, và nếu ông làm xong rồi gì, hoặc là ông dùng cái công nghệ substrate mà làm, và ông làm ra xong rồi gì thì đây, đến đây và tôi có thêm những cái service nữa để ông dùng. Tôi có Oracle, tôi có stablecoin, tôi có hệ quản trị, tôi có hệ nốt phi tập trung, thì đến đây. Như vậy là Cardano sẽ có một cái mảng, nó sẽ có một cái mảng dữ liệu khác nữa. Xin lỗi, tôi nhầm cái chữ Cardano này. Thì có cái mảng service nằm ở phía bên này. Và tất nhiên nó sẽ có những cái khoảng nó chồng lấn lên nhau. Ví dụ là bạn có thể đến Polkadot để bạn phát hành token của bạn trên đó cũng ok fine, nhưng mà bạn có thể đến Cardano và phát hành token của mình trên đấy cũng được. Và trên Polkadot cũng có thể có những cái công nghệ để các cái blockchain có thể nói chuyện với nhau. Nhưng Cardano cũng thế, Cardano cũng sử dụng cái substrate ấy để chủ yếu là cung cấp service cho cái decentralized as a service ở tầng dưới. Tức là làm sao các cái blockchain có thể giao tiếp được với nhau, nó có chung một cái hạ tầng nền tảng, các miếng ghép ấy. Bây giờ nhá, ông mà muốn tạo ra blockchain thì ông ghép, ông sang Polkadot ông ghép. Nhưng bây giờ ông muốn sử dụng dịch vụ của tôi ấy, thì ông dùng các cái miếng ghép này, ông ghép một phát vào thôi thì nó sẽ có cổng kết nối ra bên ngoài rồi. Như vậy là tôi cũng xây dựng theo kiểu miếng ghép, và dựa trên cái framework là substrate Và bây giờ các cái miếng ghép logo của tôi là như thế này, và ông khi ông ghép nó vào xong thì ông sẽ đấu nối được vào và ông dùng cái service là decentralized service ở trên cái nền tảng của tôi, hiểu không nào? Và tất nhiên các Cardano cũng có những service khác nữa cũng chồng lấn lên Polkadot, nhưng mà nó không phải cạnh tranh với nhau hoàn toàn, đúng không? Và ở đây các bạn nhìn thấy là IOG là công ty để phát triển cái hạ tầng này nói chung, chứ không phải là Cardano, những cái hạ tầng cái blockchain as a service này nói chung. Bởi vì là ngoài Cardano thì sẽ có Midnight, sau này sẽ có nhiều cái nữa. Vì bản chất mà cả một hệ sinh thái là IOG họ làm ra nhiều dự án. Và cái này đúng như ngày xưa mà khi mà mình chia sẻ các cái thông tin ở trong cái khóa học blockchain đấy các bạn, là khi chúng ta nghiên cứu Cardano, đấy là cái chỗ mình bỏ tiền vào và nó là thông tin quá khứ. Và những cái thứ mà mình muốn đầu tư mạo hiểm, đầu tư tiềm năng ấy, để có những bước đột phá thì mình phải nhìn sâu xuống lớp phía không bên dưới, và chính là phải nhìn vào cái IOG các bạn. Và đợt này mình khám phá ra nhiều thứ ấy, không phải là vì mình nhìn vào Cardano mà mình nhìn vào IOG cho mình khám phá ra rất nhiều thứ khác nữa. Ví dụ nếu các bạn nhìn Cardano thì bạn sẽ không nhìn thấy Midnight, bạn chỉ nhìn vào Cardano thôi thì bạn có thể không nhìn thấy Substrate. Mãi tận bây giờ mình mới nhìn ra Substrate. Nhưng nếu bạn nhìn vào IOG, bạn nhìn vào cái tổ chức IOG, bạn nhìn vào những gì họ làm, bạn nhìn cái cách họ cấu trúc cái bộ phận của họ, thì cái thứ về cái ngành công nghệ blockchain bạn sẽ mở rộng ra nhiều hơn. Và trong thời gian tới mình sẽ không chỉ tập trung riêng vào hệ Cardano nữa, mà mình sẽ mở rộng ra nghiên cứu cả những hệ sinh thái khác nữa. Mình biết rằng là ở phía bên kia, ở một bức tranh toàn cảnh hơn ấy, nó sẽ có những cái tầm nhìn xa hơn, đủ lớn hơn. Và các bạn, những kiến thức như thế này khi mà mình nhìn sâu và mình nhìn được cái này thì bạn sẽ có một cái idea, một cái tầm nhìn của toàn ngành, và nó không chỉ nằm bó hẹp ở một cái dự án, và nó không bó hẹp ở một cái đồ thị. Hình như các bạn, nếu mà chúng ta mở cái iPhone chúng ta ra và chúng nhìn thấy các màn hình 3 inch này, cái thứ chúng ta nhìn thấy chỉ là cái đồ thị. Thậm chí các bạn hạ cấp mình số nữa, các bạn nhìn đồ thị 15 phút các bạn, thì cái biên độ dao động nó rất ngắn, và cứ sáng ra chúng ta nhìn, một tiếng sau chúng ta nhìn, và chúng ta chỉ nhìn được cái tầm rất thấp của cái đồ thị 15 phút thôi, thì chúng ta sẽ không có được những cái tầm nhìn nó lớn kiểu như thế này. Thì làm sao mà chúng ta có thể lùi lại một chút, chậm hơn một chút, các bạn đứng xa ra một chút, các bạn, thì cái tầm nhìn của chúng ta sẽ lớn hơn, sẽ lớn hơn. Và cái tầm nhìn ấy, tầm nhìn lớn ấy để làm gì? Để chúng ta đi được dài hơn, để không có những vụ lỡ tàu, không có những vụ mất hàng, không có những vụ đau đớn như mấy ngày hôm nay. Thì đấy cái thứ mà mình vẫn khuyến nghị anh chị em. Hôm nay đến giờ phút này có 162.000 người xem rồi, và tôi nghĩ là hôm nay nó đông như thế bởi vì là chúng ta có chuyên đề về giá. Và khi mà đầu tư bản năng ấy, thì chúng ta thường chỉ nhìn vào giá thôi các bạn. Và nhìn vào giá thì chúng ta sẽ thiên về cái vị thế giống như nhà đầu cơ hơn. Chúng ta chỉ mua xong bán, và chúng ta nhìn rất ngắn, chúng ta nhìn rất hẹp, và chúng ta bị mất đi những cái cơ hội, mất đi những cái tầm nhìn đủ lớn như thế này. Và không có tầm nhìn xa thì chúng ta không dám đi nhanh, chúng ta cũng không đi xa được. Và bởi vì chúng ta nhìn ngắn quá thì đi nhanh thì biết đâu nó vấp vào hố các bạn. Và khi mà chúng ta có tầm nhìn ngắn ấy, thì chúng ta không phân định được. Ví dụ là nếu mà chỉ nhìn cái đô thị 15 phút thôi thì làm sao bạn phân biệt được Polkadot, làm sao bạn phân biệt được Cardano, làm sao bạn phân biệt được Luna, FTX, Solana, ví dụ như thế. Thì chỉ nhìn cái đô thị các bạn không phân biệt, thì phải đi vào những yếu tố công nghệ này chúng ta mới phân tách nó ra được. Thì mình vẫn khuyến khích anh chị em là mình phải cần tìm hiểu những cái này, và tìm hiểu những cái này bản chất của nó vẫn là giá đấy các bạn. Tại sao các bạn lại mất hàng? Bởi vì các bạn không thấy được cái giá nó cao hơn, cho nên các bạn đã thoát hàng. Thì các bạn phải vượt lên trên các bạn mới nhìn thấy được. Các bạn nói là Midnight nằm ở chỗ nào trong bức tranh này vậy thầy? Thì mình vừa nói cho các bạn, Midnight nằm ở chỗ này. Midnight nằm ở cái blockchain as a service đây này, có thể sau này nó cung cấp cho một cái KYC, ví dụ bạn sẽ cung cấp cái DID ở trên đấy, đúng không? Cái ẩn danh ấy, DID ở trên đó, và khi có DID trên đó bạn có thể cung cấp cái dịch vụ là KYC, rồi bạn có thể cung cấp một cái stablecoin. Stablecoin ở đây tức là các bạn có thể cung cấp stablecoin ẩn danh ấy các bạn. Và hiện nay IOG họ thành lập hẳn một công ty chuyên về stablecoin các bạn nhé. Và sau này tôi đoán rằng là bản thân trên nền tảng Midnight nó sẽ có đồng stablecoin, nhưng mà đồng stablecoin ẩn danh ấy. Và hiện nay thì các đồng stablecoin, kể cả cái đồng sắp tới ngày 19 tháng 2 này ra đời, nó cũng là đồng stablecoin không ẩn danh và vẫn phải chịu những cái vấn đề của pháp lý, ví dụ như thế. Rồi bản thân Midnight nó cũng cung cấp cái dịch vụ là data store, tức là lưu trữ dữ liệu, rồi nó cung cấp các API. Ví dụ như là sau này các cái cơ sở y tế như Hoskinson có nói, cơ sở y tế 1, 2, 3 thì họ đều có hồ sơ lưu bệnh nhân rồi. Thì Bây giờ họ chỉ cần các cái cơ sở dữ liệu, họ chỉ cần hỏi cơ sở dữ liệu qua nhau thôi. Như vậy là họ phải cần có API, họ lưu dữ liệu lên nền tảng blockchain của Midnight, như vậy là nó có data store. Rồi bản thân cái Midnight nó cũng tương tác với cái Oracle, như vậy là nó cũng có cross-chain. Như vậy là cái Midnight nó ở cái chỗ là blockchain as a service, ở cái tầng cao bên trên. Còn Cardano ở phía dưới, decentralized as a service. Rồi nhá, các bạn, như vậy thì đến đây chúng ta kết thúc cái chuyên đề đầu tiên, đấy là substrate. Thì để trả lời cho các bạn substrate là cái gì, đúng không? Cái thứ nhất là substrate nó là một cái framework dùng, ở đó được cấu tạo bởi các con module, các bạn ghép thành lập blockchain. Và cái đấy để làm cái gì? Đây, để làm những cái này, làm cái phía bên tay trái ấy, là chúng ta có thể vào đây để chúng ta tạo ra blockchain riêng của mình. Và tại sao phải có nhu cầu tạo ra blockchain riêng, tôi mô tả một bức tranh lớn hơn rồi. Và các bạn lưu ý là đây là kiến thức của cá nhân mình nhé. Trong cái chuyện mình nghe, mình đọc là xong mình cố hệ thống hóa nó lại và mình zoom nó lại thành ra một cái như này. Và có thể tôi sẽ bị sai và tôi sẽ chỉnh sửa lại nếu mà sau này mà mình có thể tìm hiểu thêm được. Giống như tôi đã từng hiểu sai về cái Parity Technology, tôi lại cứ tưởng đấy là một công nghệ Parity, nhưng hóa ra không phải. Cái thứ chúng ta cần bắt keyword đây là substrate. Parity Technology là một công ty, và đến đây thì mình xin kết thúc cái chuyên đề substrate ở đây. Và muốn nhấn mạnh các bạn là dựa trên những kiến thức mình có đầy được, các bạn sẽ có một tầm nhìn lớn hơn, tầm nhìn xa hơn để bạn có khả năng đi được. Rồi bây giờ chúng ta xem giá, đến vấn đề về giá. Đây có thể là nhiều người có thể quan tâm đến vấn đề này. Ở đây mình sẽ nói về giá cả, nói về thị trường, nói về tâm lý đầu tư. Trong tuần qua chúng ta nhìn thấy một điều rất là thú vị, đúng không các bạn? ADA đã tăng lên cái đỉnh cao lên tới 6474. Đây là một điều hết sức bất ngờ, tôi nghĩ là cho hầu hết tất cả mọi người. Và cá nhân tôi cũng khá là bất ngờ với cái tốc độ tăng như thế, nhưng mà mình cũng thấy nó quen quen. Các bạn, nó ngày xưa nó cũng thế các bạn. Ngày xưa từ sáng đến chiều tăng kiểu 50% là chuyện bình thường. Cái hồi mà nó tăng từ khoảng $1 lên 3.19 các bạn, nó cứ tăng theo ngày. Và bây giờ cái cảm giác này nó cũng quen quen giống như ngày xưa, mặc dù mình cũng hơi bất ngờ cái chuyện là tốc độ nó tăng cao quá. Và khi mà giá tăng cao ấy, thì rất nhiều người đặt câu hỏi xốn sang đấy, kiểu là lý do tại sao nó tăng. Tức là chúng ta đang làm ngược, tức là chúng ta thấy giá nó tăng rồi, xong chúng ta mới chạy đi tìm lý do tại sao nó lại tăng, thì chúng ta sẽ bị trễ, hoặc là chúng ta sẽ bị FOMO. Và khi chúng ta tìm được cái lý do, cố gắng giải thích được là tại sao giá nó tăng ấy, thì có khi chúng ta là ôi thôi chết rồi, đúng rồi thế rồi, chúng ta lại đu vào. Và đấy là lý do tại sao mà chúng ta rất hay đu đỉnh. Và câu hỏi của tôi là thế tại sao các bạn không cố gắng tìm những cái lý do tại sao giá tăng trước khi nó tăng, mà chúng ta cứ đợi nó tăng rồi chúng ta mới đi tìm lý do. Và hai ngày hôm nay thì mình lại nhận rất nhiều được tin cá nhân theo kiểu là thế em mua ở Binance hay là mua ở Remitano, thế em mua ở trên Euroi có được không? Và câu hỏi tôi là thế tại sao 2 tuần trước đây em không mua mà tự nhiên bây giờ em mới mua, tự nhiên bây giờ em mới hỏi cái chuyện đấy. Thì phân tích một hồi và mình nói với bạn là em đang bị FOMO, thì bạn thừa nhận là đúng rồi thầy ạ, đúng không, em thấy nó tăng kinh quá. Và các bạn, trong cái thống kê của tôi thì trong khoảng gần 50 ngày qua, tức là đâu đấy cỡ khoảng độ ngày 17 tháng 10 gì đó, nó ở chỗ này này. Và cho đến cái lúc mà đỉnh cao nhất ấy, thì giá Cardano đã tăng được 270%. Tức là bất kể bạn mua, bạn nắm giữ ADA, bất kể bạn mua ở đây hay không, thì cái tài sản của bạn đã tăng được khoảng 2,7 lần. Tức là bạn có thể mua ở giá $3, nó tụt xuống, nhưng mà cách đây khoảng 50 ngày thì tài sản của bạn đã tăng 2,7 lần. Đây là con số tăng rất là nhanh, đúng không? Và cũng không biết là nó có dừng lại nữa hay không. Thì cái này nó tùy thuộc vào sự hiểu biết của các bạn. Và hôm qua tôi cũng lục lại ở trên cái YouTube ấy, có những comment ấy là ý các bạn bảo nó mới x3 bọ. Đúng rồi. Hôm qua tôi mới lục lại trên YouTube ấy, nó có một cái comment ghi lại là giá Ethereum, giá Cardano bây giờ đang là $2,8 rồi. Tiếc quá, ngày xưa biết thầy hơi muộn chứ không bây giờ thì ... lại thế. Các bạn, thì đấy là từ hồi giá 2.8 người ta kêu tiếc, thế bây giờ giá 0.4 đấy thì không dám mua, 0.3 0.4 thì không dám mua. Và các bạn, tuần qua tôi cũng làm cái thống kê là như này, là với mức giá hiện tại thì khoản đầu tư ADA của bạn đang ở trạng thái nào. Thì có tới 53% số những người nói rằng là tôi đang có lãi rồi, và có khoảng 16% nói rằng là tôi đang lỗ, hòa vốn một chút. Có 5% nói là tôi cũng chẳng rõ nữa. Cái người mà không rõ như này, đấy là cái người mà tâm rất an đấy các bạn. Bỏ tiền vào xong nói chung không phải nghĩ. Thì tôi cộng tất cả những số lại với nhau, tức là những người đang có lãi, những người gọi là lãi lỗ một chút thì coi như là cũng ổn. Và những người không rõ tôi cộng tất cả những người vào thì được 74%. Thì thật ra nó chỉ có 26% là lỗ thôi à. Và tất nhiên là lỗ lớn. Như vậy thì một cái cơ hội đầu tư gì đó mà đang đem lại cho một cái cộng đồng tới 74% số những người mà nói chung là ở vị thế tốt, đúng không? Không phải là ở vị thế quá xấu. Thì tôi không nghĩ nó là quá tệ, đúng không các bạn? Đấy là một cơ hội đầu tư tương đối tốt mà. 74% số những người mà đang bỏ phiếu ở trên đây thôi. Ít nhất thì cái tâm bạn nó đang an, nó không quá rối ren. Tất nhiên có 26% còn lại thì đang rất là lo lắng, đúng không ạ? Thì đấy là một thực tế để các bạn soi lại. Nhưng nếu các bạn rơi vào 26% thì đó không phải là vấn đề của cơ hội đâu, mà có thể đấy là một vấn đề của bạn. Bởi vì tới 74% có những người ta làm lưới này các bạn, còn 26% là do các bạn, đúng không ạ? Rồi các bạn, khi mà giá nó tăng vọt như này, tôi cũng làm một cái voting xem là bạn thuộc nhóm nào khi mà ADA đang tăng giá. Thì 63% số người nói rằng là tôi đang ấm no, tức là tôi đang ôm hàng rất tuyệt vời, không các bạn? Tức là như vậy là giá nó tăng gấp 2,7 lần so với cái đáy mà các bạn vẫn ngồi yên được. Như vậy là ít nhất các bạn cũng đang có một vị thế, và tới 63% số người làm như thế. Và tôi khá ngạc nhiên rằng là có tới 11% các bạn ạ, có tới 11%, tức là có những người mà chỉ vào nhóm chỉ nói chung không mua, chỉ ném đá, hoặc là không có tiền mua, hoặc là không muốn mua nó. Thì cái số này cũng khá là đông, 11%. Và rất tiếc ở đây các bạn là có 10%, tức là có 12 bạn lỡ tàu, tức là cứ mặc cả với thị trường, tức là chưa nhao vào. Đặc biệt ấy là có ở đây có khoảng độ 10%, tức là một số bạn là bán là rồi mất hàng, tức là thôi không mua lại được nữa. Còn một số ông thì bán, sau đó thấy nó tăng kinh quá thì lại mua lại các bạn. Như vậy là tổng thể chỗ này là có khoảng 10%. Những người này thì khá là đau khổ, đúng không các bạn? Khá là đau khổ. Thì như vậy là khi thị trường tăng ấy các bạn, hỉ nộ ái ố đủ cả hết, tức là người vui có, người buồn có, người lo lắng cũng có, người thất vọng cũng có, đúng không ạ? Đủ cả hết. Và ở đây các bạn sẽ thấy được là cái sự vật hiện tượng ấy thì nó chỉ có một thôi, nó chỉ có một duy nhất là giá cả nó đang tăng, nó chỉ có một thôi. Thế nhưng mà các bạn nhìn thấy ở phía sau cái cảm xúc, cái tâm lý của nhà đầu tư thì nó rất khác nhau. Bạn ở đủ mọi vị thế, kể cả tức là cái người có lãi cũng đủ ở cả cái vị thế, tức là cái người có lãi rồi có người vẫn vui, có người vẫn buồn bởi vì là đáng nhẽ là mình được lãi hơn cơ, nhưng mà lại mua được con nửa. Các bạn ăn rồi vẫn buồn, thậm chí là có những người ăn mua hết vốn rồi vẫn buồn bởi vì là nhìn con Solana nó còn tăng nhanh hơn. Thì tức là có những người mình bảo là ở trên nhóm nói rằng là ôi ADA tăng 20% rồi đấy, bạn bảo so với Solana không bằng bởi vì Solana tăng 23%. Cũng buồn. Và mình nói rằng là các bạn, khi mà mình thấy hàng xóm có thịt ăn, mình có cơm ăn, thế là cũng được rồi, đúng không? Chứ mình cứ thấy hàng xóm có thịt ăn, mình ăn cơm mà hàng xóm ăn thịt, mình lại cứ so sánh, mình lại cứ lo lắng. Thì mình cũng có thịt ăn đâu, đúng không? Thịt đấy vẫn là thuộc của hàng xóm mà, đúng không? Và mà lo lắng quá lại nhảy sang bên đấy nữa, đúng không các bạn? Thì lại đấy là cái lỗi sai lầm của những người mà nhìn ví thằng khác. Và trên cái hành trình mà các bạn nắm bắt được một cơ hội, và nếu các bạn có tầm nhìn đủ xa ấy, thì bạn sẽ bớt dao động đi rất nhiều trong những cái cơn sóng ngắn hạn này. Và đến giờ phút này tôi cũng không biết được, có khả năng nó vẫn cứ quay lại ở cái mức 0,2 mấy, 0,1 cũng không biết được, và nó có khả năng đi lên luôn, có thể tuần sau nữa lại gấp đôi của chính cái số ngày hôm nay, tôi cũng không biết được. Đấy là trong ngắn hạn, nhưng nếu mình có một cái tầm đủ xa đủ dài, let's say 5 năm đi. Có những thứ trong cuộc đời này bạn làm cả đời cũng không có được, nhưng mà có những thứ bạn chỉ cần làm 5 năm thôi, đúng không? Và 5 năm tới với cái tầm nhìn khoảng 5 năm nữa, với những cái kiến thức mà mình vừa chia sẻ cho các bạn ở cái đầu cái buổi ngày hôm nay, các bạn thấy được là wow, cái ngành blockchain nó đang đi cái lộ trình nó như thế cơ mà. Các bạn có nhớ khoảng 3 năm trước đây khi mà tôi đứng lớp ấy, tôi vẫn lặp lại rằng là blockchain không thể nói chuyện được với nhau. Các bạn, đấy là cái điểm yếu. Và đến bây giờ điều đấy đã bị loại ra khỏi bài giảng rồi. Các bạn chỉ khoảng độ 2 đến 3 năm sau thôi, vấn đề đã được giải quyết. rồi tạo ra cái blockchain nó rất là khó, và bây giờ nó không khó nữa, chỉ vài miếng ghép với nhau là xong thôi. Và khi bạn có cái tầm nhìn về một cái ngành, bạn cứ nhìn là nó đang phát triển như vũ bão ấy các bạn, và nó di chuyển rất nhanh luôn ấy. Rồi bạn nhìn những yếu tố lừa đảo bây giờ nó còn như ngày xưa nữa đâu. Đúng là ngày xưa ICO rồi những cái vụ lừa đảo như là BitConnect rồi như là Incoin rồi như là gần đây là FTX nó sẽ vẫn còn, nhưng những cái chuyện lừa đảo kiểu amateur nó sẽ bớt dần đi. Ngày xưa chúng ta có những dự án Rectra, Hacken, ví dụ thế, những dự án mà táo lao tới ơi đâu ấy các bạn. Nhưng mà bây giờ sẽ không còn những cái chuyện đấy nữa, không còn những vụ ICO, chỉ có một cái tờ A4 nữa. Thì bản thân những nhà đầu tư cũng tốt hơn lên, cái ngành này cũng đang tốt hơn lên và nó đi dần vào cuộc sống hơn. Thì khi bạn có những tầm nhìn kiểu như thế thì bạn bớt dao động những cái nhỏ nhỏ ngắn như này, và việc tăng 0,1 sang 0,2 thì có sao đâu, bởi vì là bạn nhìn cái lộ trình nó còn dài như thế kia, và bạn thấy được những cái thứ nó còn cao lớn như thế kia cơ mà, thì bạn sẽ bớt cái dao động với những cái hòn đá mấp mô ở ngay trước mặt. Bạn nhìn thấy cả một cái quả núi ở phía trước như thế thì cái hành trình nó sẽ phải đi đến chỗ đấy, thì bạn sẽ đỡ đi rất nhiều, các bạn sẽ đỡ đi vẫn rất nhiều. Thì ok rồi, nào đi thêm chút nữa nhé các bạn. Tôi share cho các bạn mấy cái chat này, tôi hy vọng là đây cũng sẽ là cái bài học cho rất nhiều người đấy các bạn. Và hàng ngày tôi phải trả lời các bạn học viên rồi các bạn ở trong cộng đồng rất nhiều, và thậm chí có những người đứng ra tranh luận với mình tranh luận theo kiểu cái cách nghĩ của thầy, cái lý thuyết của thầy, đúng không? Đợt này em rút kinh nghiệm rồi, khi nào mà có lãi ấy, thì em sẽ không để nữa anh ạ. Tức là đợt rồi các bạn thấy là ra trước nó tăng lên xong nó rơi xuống dưới, và bạn ấy rút được kinh nghiệm là nếu nó lên thì bán các bạn, và sau đó thì đợi nó xuống mua lại. Các bạn có nghe cái từ này quen không? Tức là khi nó tăng thì bán và đợi nó xuống mua lại, đúng không? Và đấy, bây giờ nó tăng mà không bán ấy, thấy nó tụt xuống thì rút ra một cái bài học kinh nghiệm kiểu như thế. Sau đó mình mới nói các bạn rằng là này em, cái kinh nghiệm đấy không? Nó không thể khiến người ta giàu có được, và em phải nhìn dung là đây không phải là cái đoạn kiếm sống, mà đây là cái đoạn làm giàu. Mình nhấn mạnh với các bạn là đây là cơ hội rất tốt để làm giàu các bạn. Và khi mình nói chuyện với bạn xong thì bạn ấy cãi lại, bạn nói rằng là bán đi này, đúng không? Để nó xuống để mua lại thì sẽ giàu hơn chứ, đúng không bạn? Chứ để nguyên mà không bán ấy thì bây giờ nó đang lỗ thì thôi, đúng không? Rồi mình cũng cố giải thích với các bạn là kịch bản rất là đẹp ấy. Nếu nó lên thì bán, xuống thì mua, và cứ như thế thôi các bạn, thì rất là đẹp. Nhưng mà mình nói với các bạn là đời không như là mơ đâu, và chúng ta đừng nhìn vào quá khứ để lên kế hoạch cho tương lai, đừng làm cái cách đấy. Nhìn cái đô thị ấy, nó rất là đẹp, chúng ta thường nhìn vào đô thị thấy đúng là A cắt B thật, nhưng lần sau mà thấy A cắt B chúng ta làm theo nó không được đâu. Nhưng bạn vẫn cãi, bạn nói là đúng không các bạn? Đại loại như là thấy nó lên rồi bán đấy, lên $3 bán đi, giờ đấy xuống có phải là 0,45 0,3 mấy mua vào có phải ngon không? Và mình không thể biết là không thể khuyên được bạn ấy nữa, bởi vì là sau một lần rút kinh nghiệm, sau một lần trải nghiệm thì bạn ấy ngộ ra một cái điều đấy, và bạn sẽ quyết định làm như thế. Và mình nói với các bạn là ok, lần này trải nghiệm đi em, lần này lên thì em bán đi cho anh, và em lại có một bài học mới. Và vẫn tiếp tục tranh luận, bạn nói là em có thấy cái gì lên mãi đâu, vẫn có lên có xuống mà, đúng không? Mình cứ kiên nhẫn hơn, mình có ăn. Tức là tóm lại là cứ lên thì bán và kiên nhẫn đi, kiểu gì nó xuống rồi cũng lại mua và thế là thành ra mất hàng. Và trên nhóm ấy cũng có người chia sẻ như này các bạn, kinh nghiệm của tôi trước đây ấy, thì bây giờ là điểm chốt ra để có cơ hội nhân đôi số coin lên. Tức là khi mà ADA tăng ấy, bán đi để có cơ hội nhân đôi số con. Và sau một vài lần tôi làm như thế, tôi lại rút ra được một bài học là cái loại khôn như vậy thì nó chạy nhong nhong đầy ngoài đường. Tôi khá là buồn cười với cái tin nhắn của bạn ấy, và bạn này đã được thực chứng một lần nữa. Cho nên cái thị trường tài chính ấy các bạn, cứ đợi một lớp mới nó tràn vào, xong lớp cũ đưa ra lời khuyên ấy, toàn bị vả lại thôi. Và tôi ngày xưa cũng thế, mình mới vào thị trường nhiều người khuyên mình ấy, mình không nghe. Sau lúc vài lần mình lên xuống thì bây giờ mình có kinh nghiệm hơn một chút rồi thì mình khuyên lại bọn trẻ, bọn nó cũng không nghe, nó cứ cãi mình. Ông cứ đầu cơ với đầu tư, phân định cái vị thế để làm cái quái gì, làm cái gì cứ kiếm được tiền là được. Tức là đối với chúng nó là đầu cơ đầu tư thế nào chả là kiếm tiền. Thì ở vào thị trường lại cũng thế, các bạn hỏi tại sao em lại bán đi, bảo thì có lãi thì bán thôi. Thế nhỏ là thế em kiếm sống hay làm giàu, mà em cũng không biết, em chỉ biết kiếm tiền thôi, chứ em không biết là em kiếm sống hay em làm giàu, em chỉ biết kiếm tiền thôi các bạn. Thì tôi đã làm một cái video này các bạn, một video gọi là video gồng lãi ấy. Cái này tôi cứ đi nói với học viên nhiều. Tôi để cái QR code ở trên mạng, trên màn hình, các bạn có thể chụp, các bạn xem lại, phải xem các bạn, phải xem. Tôi đã rất mất công để làm cái này rồi, và cũng là những cái tâm huyết Đấy là những trải nghiệm trong cuộc sống của mình và mình đúc rút lại cái này. Và ở trong đó mình có nhấn mạnh với các bạn là nếu mà bạn không có kỹ năng gồng lãi ấy, các bạn sẽ chẳng tạo ra cái sự khác biệt gì cho cả cái số phận tài chính của cuộc đời các bạn cả. Vì nếu mà bạn không có khả năng chịu đựng một cái khoản lãi khoảng 1 tỷ đồng trong một thương vụ đầu tư thì còn lâu bạn mới có 10 tỷ. Tức là nếu bạn chỉ có khả năng chịu đựng được một khoản lãi khoảng 10 triệu trên một lần thôi, tức là lãi được 10 triệu mà mình đã thoát rồi thì còn lâu bạn mới có được 1 tỷ. Cho nên là cái đời sống tài chính của mình nó phụ thuộc rất nhiều vào các cái năng lực nội tại, và một trong những năng lực nội tại các bạn cần phải có chính là kỹ năng gồng lãi các bạn. Và giai đoạn hiện tại các bạn cần trải nghiệm, và trong khoảng 1 đến 2 năm tới, tầm này sang năm nữa các bạn. Nó không chỉ có lĩnh vực crypto đâu các bạn, bất cứ lĩnh vực nào cũng thế. Kể các bạn đầu tư bất động sản hay các bạn đứng trong lĩnh vực chứng khoán hay các bạn làm kinh doanh truyền thống các bạn, thì các bạn phải có cái năng lực như thế này, tức là phải có năng lực chịu đựng các khoản lãi đấy. Và làm sao để có được cái năng lực để chịu đựng các khoản lãi đấy nữa thì mình đã chia sẻ trong video này rồi. Nó từ cái cách bạn sử dụng vốn, nó từ cái cách các bạn đặt ra sự kỳ vọng vào cái lợi ích mà bạn có thể gặt hái được từ cái thương vụ bạn làm, đúng không? Thì đó là những cái video mà nếu ngày xưa mà mình được nghe video này ai chỉ cho mình thì mình đã làm rất khác trong quá khứ rồi. Và bây giờ có một cơ hội thế, hãy chịu khó xem với các bạn. Và trong cái chia sẻ các kiến thức về tài chính các bạn, mình luôn nhấn mạnh cho các bạn là kiếm tiền nó phải vui. Thường thì chúng ta kiếm tiền nó vất vả lắm các bạn, và nó đau khổ về mặt tâm lý. Và một trong những kỹ năng mà mình không gồng lãi được ấy, nó chính là vấn đề về tâm lý đầu tư ấy, các bạn. Khi cái tâm lý đầu tư của mình nó không vững ấy, thì chúng ta không đi được xa. Tức là ngồi trên cái phương tiện ấy mà nó đi với tốc độ cao, tức là đang lãi nhanh mà nó cứ tăng vù vù đến, nó không khác thì bạn ngồi trên một cái chuyến xe mà nó đi với tốc độ cao mà cái tâm lý các bạn không vững thì kiểu gì bạn cũng xin phép được nhảy xuống. Vì cái sự sợ hãi nó luôn thúc ép bạn và nó đẩy bạn đến cái chuyện mà bạn phải thoát ra khỏi cái thương vụ, thoát ra khỏi cái cơ hội đấy. Và sống trong sợ hãi thì bao giờ cũng khó khăn hơn cho chuyện sống trong hy vọng. Lỗ thì luôn luôn có hy vọng mà. Lãi thì luôn luôn sợ hãi. Thế nhưng là lãi thì chúng ta thường cắt nhanh hơn. Và khi lỗ thì chúng ta cứ hy vọng, sống trong hy vọng nó thường dễ hơn, cho nên chúng ta gồng lỗ được rất tốt. Đúng không các bạn? Và cái này không phải là do mình nghĩ ra được đâu, mà tôi được học ở trong cái môn tâm lý đầu tư về tài chính ấy. Ngày xưa tôi học cái khoa học về thạc sĩ về tài chính ấy, thì nó có môn về tâm lý đầu tư, rồi mình trải nghiệm cuộc sống mình thấy là họ nói về mặt lý luận khoa học là hoàn toàn đúng. Bởi vì là chúng ta chỉ luôn luôn sống trong hy vọng thì nó sẽ dễ chịu hơn, và cái cảm giác dễ chịu ấy nó cứ du ngủ chúng ta, cho nên chúng ta chịu lỗ tốt. Còn cái cảm giác sợ hãi mà nó cứ dồn dập, nó cứ đến, nó cứ mở mắt ra chúng ta cảm thấy sợ. Chúng ta sợ bởi vì là khi lãi là chúng ta không biết lãi đến tận mức nào cả, nó không có cái ngưỡng. Và khi chúng ta không biết được cái ngưỡng ấy là chúng ta hay sợ. Nó giống như chúng ta sợ chết ấy, bởi vì chúng ta không biết chết là như nào cả, cho nên chúng ta rất sợ. Còn nếu các bạn biết chết là như thế nào thì các bạn sẽ không sợ nữa. Thì bây giờ các bạn biết lãi được đến mức đầu thì các bạn sẽ không sợ nữa. Thì những cái kiến thức mà mình chia sẻ giống như substrate, giống như những bài toán mà zoom tổng thể về cái thị trường này, thì các bạn sẽ hình dung cái quy mô, cái độ lớn của nó đến đâu. Thì đôi khi nó loay hoay nhỏ ở dưới này bạn thấy nó tầm thường, là nó bình thường rồi các bạn. Và thấy những người bên dưới nó cứ láo nháo lúc nhúc thế các bạn. Nhiều lúc đứng trên cao nhìn xuống cũng thấy buồn cười. Thì kiếm tiền phải vui, và tôi có một cái slide để nói về vấn đề này cho các bạn trước khi kết thúc cái buổi ngày hôm nay. Nói về chuyện kiếm tiền phải vui. Thì về mặt tâm lý đầu tư nhé các bạn. Đây là một cái kiến thức ở trong cái khoa học tâm lý đầu tư ngày xưa tôi chia sẻ, tôi trích ra đây tôi chia sẻ các bạn. Khi mà chúng ta làm đầu tư, đặc biệt là những cái ngành mà đầu tư theo kiểu mạo hiểm giống như thị trường crypto, thì có 4 cái vị thế cảm xúc rất hay. Tức là đôi khi chúng ta có những cái tham vọng, đôi khi chúng ta có những cái kỳ vọng, đôi khi chúng ta có những cái hy vọng, và đôi khi chúng ta có những sự thất vọng. Các bạn không biết là anh em có cảm thụ được những cái từ này không? Nào, theo các bạn 4 cái từ này thì các bạn thấy cái vị thế của cái từ nào là tốt nhất? Tức là bạn muốn ở cái vị thế nào nhất? Tức là có vị thế tham vọng, kỳ vọng, hy vọng, thất vọng. Đúng rồi. Ok, các bạn đứng ở vị trí thứ hai, kỳ vọng. Ok rồi. Các bạn khác, các bạn yeah. Các bạn đứng ở vị trí số 1. Ok rồi, ok, số 1. Yeah, rất nhiều đứng số 2. Ok các bạn, tôi sẽ mô tả cho các bạn nhé. Thế nào thì là tham vọng? Có bạn để học viên đến với tôi nói là thầy, em dự kiến là em sẽ đầu tư mạo hiểm phát này theo cái mô hình quản trị tài chính của thầy. Thế thì em sẽ các bạn nói là sống trong hy vọng. Ok rồi, Thì em nói với bố mẹ em rằng là cái lần này em bỏ cái số tiền 100 triệu ấy, em kỳ vọng nhân 10 lần. Thì bố mẹ em bảo em tham vọng quá. Thì như vậy có đúng không hả thầy? Thì về mặt học thuật ấy, mình giải thích cho các bạn là như này. Đây là về tâm lý đầu tư đấy các bạn nhé. Cái này cũng không phải do tôi nghĩ ra đâu mà tôi học của người khác ra thôi. Thì khi các bạn tham gia một thương vụ đầu tư ấy, nó có cái vị thế bên trong và vị thế bên ngoài. Vị thế bên trong tức là những thứ bạn mong muốn mình có được. Tức là các bạn tham gia vào thị trường này, các bạn đầu tư chứng khoán, các bạn đầu tư forex, các bạn đầu tư bất động sản. Một lần các bạn xuống tiền thì bao giờ cũng có một cái sự mong muốn ở phía bên trong là mình muốn được lợi ích gì đó. Có thể có lợi ích về kinh tế, có thể lợi ích về tinh thần. Nhưng cụ thể ở đây thì chúng ta nói luôn về lợi ích về mặt kinh tế. Và cái mong muốn chúng ta thế thôi, nhưng mà đôi khi cái thực tế nó phát sinh lại là một cái khía cạnh khác. Và cái thực tế phát sinh ấy, thì nó dựa trên cái bản chất của cái cơ hội đấy. Tức là mỗi một cái cơ hội khác nhau thì nó có cái năng lực khác nhau. Ví dụ thế này, bạn đầu tư chứng khoán, thị trường chứng khoán Việt Nam đi, bạn mua một cổ phiếu. Và cái năng lực cái cổ phiếu ở Việt Nam ấy, nói chung là cứ nhân 50% đã là ghê lắm rồi, không các bạn? Không thể nhiều hơn. Có những cái cổ phiếu kiểu bơm thổi nhân đôi, nhân ba, ok các bạn, ví dụ như thế. Thì cái năng lực của cái thị trường chứng khoán nó chỉ thế thôi. Các bạn mua một miếng đất, ví dụ như là một miếng đất nền phân lô, chủ đầu tư nó bán cho bạn xong, các bạn mua một miếng đất ấy xong mà nó tăng được khoảng 50% đã là ghê gớm lắm rồi. Thì cái năng lực của cái cơ hội nó chỉ là 50% thôi, đúng không các bạn? Thế nhưng mà nếu mà các bạn đầu tư vào lĩnh vực crypto các bạn, thì nếu bạn đầu tư vào ví dụ như là Cardano chẳng hạn, thì cái chuyện tăng 50% là chuyện bình thường. Thì cái phần đấy nó gọi là phần năng lực của cái cơ hội, năng lực nội tại của cơ hội. Cái từ này mà chính xác ấy, nó chính là năng lực nội tại nhé các bạn, nội tại của cái cơ hội nó mang lại. Thì bạn vào một cái thị trường nào đó thì cái năng lực của thị trường ấy nó chỉ đến thế thôi. Bạn bây giờ mà làm kinh doanh truyền thống, ví dụ bạn mua hàng A bán chỗ B, cứ mỗi một đơn hàng bạn lãi, ví dụ nhập khẩu từ Trung Quốc về xong rồi bạn ở Việt Nam bạn lãi được khoảng 5%, 10% cho một đơn hàng đã là ghê gớm rồi, đúng không? Rồi bạn làm trong ngành F&B chẳng hạn thì lợi nhuận của các bạn chỉ khoảng 40%, thế là căng rồi. Bạn đừng nói là đầu tư trong ngành F&B mà bạn có thể nhân 10 lần vốn được thì rất khó, đúng không các bạn? Nào bây giờ chúng ta sẽ giải thích từ cái chuyện là tham vọng, kỳ vọng, hy vọng, thất vọng như nào nhé để các bạn thấy. Và các bạn sẽ thấy như này. Tất cả những người mà đứng ở vị trí 1 2 3 ấy, cuối cùng sẽ dồn về chỗ này. Tức là khi mà anh em đầu tư ấy, nhìn chung là trong mọi tình huống cuối cùng anh em vẫn rơi vào trạng thái thất vọng. Thì bây giờ tôi phân tích theo từng vị thế để các bạn xem nhé. Vị thế thứ nhất, thế nào là tham vọng? Tham vọng ấy, cái vị thế gọi là tham vọng thì nếu các bạn có một cái mong muốn và nó mà thực tế nó sẽ lớn hơn cái cơ hội nội tại, cái năng lực nội tại của cơ hội nó mang lại, thì khi mà kết quả thực tế nó xảy ra được ấy, thì các bạn sẽ rơi vào trạng thái là thất vọng, là tham vọng. Thế này gọi là tham vọng này. Ví dụ các bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam mà các bạn đòi nó x100 thì đấy là các bạn quá tham vọng đối với thị trường này. Các bạn mua một cái nhà chung cư mà bạn kỳ vọng nó lại gấp đôi, ví dụ thế. Tất nhiên nó tùy từng phân khúc, tùy từng lúc, nhưng cơ bản mặt bằng chung ấy, mà các bạn đã đầu tư vào cái khu chung cư, một căn ở chung cư thì lợi lãi 10-20% là căng rồi. Còn bạn không thể mua một căn chung cư mà bạn lãi x10 được. Và nếu bạn kỳ vọng mà lãi quá cao, từ cái mong muốn của bạn ấy mà quá cao so với cơ hội, thì cái vị thế đấy gọi là vị thế tham vọng. Và khi bạn ở vị thế tham vọng thì cái kết quả nó đạt được bao giờ cũng làm bạn thất vọng. Đúng nào, ví dụ bạn mua một căn chung cư bạn kỳ vọng nó tăng x2, nhưng bạn đợi 10 năm các bạn căn chung cư khi nó còn mất giá, hoặc nó chỉ tăng là 20%, nó chỉ nhích thôi, thì bạn cuối cùng bạn sẽ rơi vào thất vọng. Thế nhưng nào, thì đấy là tham vọng. Bất cứ khi nào cái mong muốn của bạn ấy mà nó lớn hơn cái năng lực nội tại của cơ hội thì bạn rơi vào chỉ tham vọng. Đúng nào? Còn khi nào cái mong muốn của bạn ấy nó phù hợp với cái năng lực của cơ hội mang lại ấy, tức là nó bằng, cái chỗ này là cái dấu bằng, nó xấp xỉ, nó gần bằng với cơ hội, thì như vậy người ta gọi là kỳ vọng. Tức là ví dụ bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam, bạn kỳ vọng rằng năm nay sẽ đạt được 20% thì nó có vẻ tương xứng với nhau, như vậy gọi là kỳ vọng. Bạn mua một cái nhà chung cư bạn ở, bạn kỳ vọng rằng sẽ cho thuê được và chỉ cần giá nó đứng yên thôi, và bạn kỳ vọng rằng là sẽ có thể cho thuê và tiền cho thuê nó đến được khoảng độ 5%, như vậy nó phù hợp với cái cơ hội. Bạn đầu tư vào thị trường crypto là một thị trường rất rủi ro và bạn kỳ vọng rằng nó sẽ x10, Và cái cơ hội mà bạn đang đầu tư nó đúng. Bạn mua Cardano kỳ vọng x10 khả thi đấy. Thế nhưng mà bạn cũng đã đầu tư vào thị trường crypto, nhưng mà bạn lại mua một con meme coin, không các bạn mua Luna chẳng hạn, để các bạn kỳ vọng là sau này dưỡng già các bạn, thì đấy là cái bạn biến thành tham vọng chứ không phải là kỳ vọng nữa, đúng không nào? Như vậy là nếu mà cái mong muốn lớn hơn cơ hội thì là tham vọng, còn cái kỳ vọng của bạn nó phù hợp với cơ hội ấy, thì nó là kỳ vọng. Và như vậy các bạn sẽ thấy những cái vị thế kỳ vọng là vị thế đẹp, nhưng nó lại đòi hỏi một cái yếu tố rất quan trọng ở đây là các bạn lại phải hiểu cái cơ hội này, tức là cái chỗ cái cơ hội bạn phải hiểu, ở đó cái hàm lượng trí nó rất phải cao các bạn ạ, tức là bạn phải hiểu được cái cơ hội này nó có khả năng mang lại được bao nhiêu ấy. Xong từ đó mình mới đưa cái mong muốn của mình vào đó được. Như vậy là bạn phải hiểu cả bên ngoài cả bên trong, hai cái đấy nó phải khớp với nhau thì bạn mới ở vị thế kỳ vọng được. Và khi bạn ở thế kỳ vọng thì thường là cái mong muốn và cái thực tế kết quả nó sẽ bằng nhau, nó sẽ xấp xỉ với nhau và nó sẽ không khác quá xa, và điều đấy nó sẽ không làm bạn thất vọng, nó sẽ không làm bạn quá là đau đớn, bởi vì là cái kết quả mình đạt được mình đã lượng được rồi mà, đúng không? Nào, hy vọng thì khi bạn hy vọng ấy, nó đứng ở vị thế là như này, tức là bạn biết cái mình muốn nhưng bạn không biết cái thứ cơ hội ở phía bên ngoài nó là như thế nào cả, tức là bạn đầu tư một cách mù quáng, bạn đầu tư một cách không hiểu biết, thì khi đó bạn đứng ở vị thế hy vọng, tức là thôi cũng chả biết nó như nào, thôi thì mong nó thế thôi, tôi hy vọng rằng là ước vọng rằng là nó sẽ đạt được kết quả như vậy. Và như vậy là mình không hiểu bên ngoài, mình chỉ biết cái mình muốn thôi, em muốn là x10, thế nhưng mà không biết chọn cái cơ hội nào để nhảy vào cả, đúng không? Lại nhảy vào Luna chẳng hạn như thế, thì thành ra cái cơ hội nó sụp đổ. Thì khi mà bạn đầu tư mà chỉ biết mình mà không biết người, không biết cái cơ hội bên ngoài, thì bạn chỉ đầu tư trong hy vọng, tức là đầu tư trong chắp tay này thôi, bạn thì đầu tư trong hy vọng. Còn đầu tư ở trong vị thế thất vọng ấy, là như thế này này, khi cái mong muốn của bạn ấy mà nó nhỏ hơn cái cơ hội, cái kết quả nó sinh ra được ấy, thì bạn sẽ ở vị thế thất vọng ngay cả khi bạn có được lợi ích. Ví dụ các bạn đầu tư vào con ADA đi, đợt vừa rồi nó tăng khoảng 50%, ok bạn chốt 50%, thế nhưng mà cái thực tế nó lại tăng là 10 lần chẳng hạn như thế, tức là cái năng lực của cái cơ hội ấy, nó có khả năng mang lại một kết quả lớn hơn rất nhiều so với cái mong muốn của bạn ấy. Thì nếu bạn đầu tư ở cái vị thế như thế thì kết thúc của cuộc chơi là cuối cùng bạn sẽ thất vọng. Đó. Và phần lớn anh em đang chơi ở cái vị thế thất vọng. Đó. Cho nên cái cảm xúc của các bạn nó cứ lên lên xuống xuống, lúc buồn lúc vui, bạn cứ nhảy ra nhảy vô, thì phần lớn mọi người nhảy vào cái vị thế thất vọng là do mọi người không có tầm nhìn, không có kiến thức, không có đủ hiểu biết về cái cơ hội mình đang làm, nó đủ lớn, nó rất lớn. Và khi mình tham gia vào cuộc chơi đấy, bởi vì cái cơ hội nó lớn mà, cho nên là cái chuyện mình ăn được cái phần nhỏ nhỏ nó rất dễ. Nhưng mà khi mình ăn được rồi, xong mình lại đứng bên ngoài, xong mình nhòm vào nó và nó tiếp tục nó tăng trưởng đi lên đấy, không các bạn? Thì lúc ấy nó đau, nó xót. Và ngay cả khi mình có ăn, mình có cơm ăn rồi, nhưng mà nhìn thấy thằng hàng xóm nó có thịt ăn. Trong cộng đồng thế quái nào có 74% có những thằng ở vị thế tốt, mà 26% mình lại ở cái vị thế xấu là sao? Như vậy là lỗi không phải ở do cái cơ hội mà lỗi do mình. Phần lớn các bạn mà đầu tư trong thị trường này, các bạn đổ lỗi cho cái cơ hội, bạn đổ lỗi cho ADA, bạn khen con Solana, thì mình nói với các bạn ấy là lỗi không phải ở ADA hay lỗi không phải ở Solana, mà lỗi ở chính các bạn đã chọn. Đúng không các bạn? Bạn cứ đổ lỗi cho ADA, nhưng mà ADA nó thế mà, nó sinh ra là như thế mà, bản chất vốn có của nó là như thế mà, cái vị thế của nó như thế mà. Nhưng tại sao người ta chọn con đấy lực, người ta lại bình an được, mà người ta lại có tiền được? Mà bạn chọn cái vị thế đấy sao bạn lại khổ thế? Và như vậy là do bạn chứ không phải do cái cơ hội phía bên ngoài. Cho nên là anh em đừng đổ lỗi nó là ADA hay là Solana hay là bất cứ một cái quan gì bên ngoài, là do bạn hết, do mình lựa chọn. Và đừng chửi nó, chửi mình trước. do mày chọn rồi. Thì ở đây mình muốn chia sẻ cái này để các anh em nhận được cái vị thế, nhận diện được cái vị thế là hãy chọn cho mình một cái tâm lý đầu tư thật vững. Chỉ khi cảm xúc mà tâm lý của các bạn nó vững ấy, thì bạn mới đi được đường dài. Và cuộc chơi với lĩnh vực crypto nói chung và với cái Cardano nói riêng thì đây là một cơ hội đủ lớn các bạn. Thì với những kiến thức mình nhìn thấy, với những cái trải nghiệm cuộc đời 20 năm làm tài chính của mình va vấp các thị trường, thì mình nhận rằng đây là một cơ hội đủ lớn. Và mình cũng rất muốn chia sẻ, cố gắng truyền đạt những cái thông điệp thời gian thị trường để mọi người nhận diện được cơ hội rất lớn. Và khi mà mình nhận diện cơ hội lớn thì cái tư duy như thế, với cái tầm nhìn như thế, thì mình phải chọn cái cách mình hành động, mình làm ấy, nó đủ lớn. Cái nguồn lực bạn chọn nó phải chấp nhận được cái độ rủi ro, và cái mong muốn của các bạn nó phải đủ lớn ở chỗ đó lên. Và thay vì các bạn hành động là nhìn cái màn hình hàng ngày, các bạn cứ nhảy ra nhảy vô, thì chuyển sang cái như buổi livestream này các bạn nghe, các bạn đọc. Và đôi khi những cái bọn mà làm nhiều nhảy ra nhảy vào rất vất vả, rất khổ sở, chỉ mong được kết quả như những bọn ngồi im. Các bạn có thấy không? Mấy ngày hôm nay mấy ông ngồi im ăn ngon hơn rất nhiều sau ông nhảy ra nhảy vô. Tất nhiên mấy ông nhảy ra nhảy vô mấy hôm trước đã kiếm được vài cái đồng bạc lẻ rồi, và họ sẽ thấy đấy giống như là tôn chỉ, một cái lẽ sống của họ, và họ cứ ra vào như thế. Và nếu bạn chọn đấy là tôn chỉ lẽ sống của bạn thì những lúc này bạn đừng có buồn, bởi vì cái cách bạn đã chọn làm như thế kia thì kết quả bạn sẽ không được như thế này được, đúng không? Và trong cái lộ trình mà các bạn đi lên, tôi ở đây tôi lấy ví dụ như này, nếu các bạn có 100 triệu và các bạn ví dụ ở đây các bạn muốn có 10 tỷ như thế, thì các bạn phải chấp nhận thực tế là như này, không bao giờ có chuyện cái tài sản của bạn nó tăng vút phát đều đặn, nó mượt như này lên 10 tỷ nó không tăng đều này đâu. Các bạn phải chịu được những áp lực như này, tức là 100 triệu các bạn đầu tư nó có thể lên 500 triệu. Nhưng 500 triệu này có những hôm nó tụt xuống chỉ còn 100 triệu. Sau đó nó có thể tăng lên khoảng 1 tỷ. Và từ 1 tỷ nếu khi nó rớt xuống chỉ còn 200 triệu. Và kinh nghiệm của mình như này các bạn, ở trong trạng thái cực đoan ấy thì tốt nhất là đừng suy nghĩ và đừng suy luận gì cả, ngồi im như thế các bạn. Thông thường anh em hay rút ra những bài học ở những cái chỗ này, những cái chỗ xuống này, các bạn rút ra những bài học, hoặc là những chỗ đỉnh này các bạn rút ra những cái bài học kinh nghiệm. Khi cảm xúc nó lên rồi thì cái bài học các bạn rút nó không đúng, cái vị thế cực đoan ấy thì các bạn rút được những bài học, những trải nghiệm thì nó không đúng. Bao giờ mà các bạn phải tách mình thoát ra khỏi cái vấn đề vật chất ấy, các bạn ngồi yên ra thì các bạn cái bài học của bạn nó mới đúng được, cái sự thật các bạn nhìn nó mới trong sáng được. Chứ còn bạn đang trong trạng thái lỗ rồi, cái đầu óc này, tâm lý nó u mì rồi, các bạn ngồi đấy là lúc đấy rút ra những bài học và để cho những lúc tỉnh táo để các bạn hành động thì nó không đúng đâu. Cho nên là đừng bao giờ rút ra những bài học ở những vị thế cực đoan, đặc biệt những lúc lỗ. Và khi trên cái hành trình mà bạn đi đến được 10 tỷ thì các bạn sẽ chấp nhận là cái tài sản của bạn nó cứ xô lệch như này, nó cứ xô lệch này, thậm chí là càng lên cao mức độ xô lệch nó càng lớn. Và khi các bạn mà ví dụ chỗ này mà lên đến khoảng độ 8 tỷ rồi, có lúc nó sẽ tụt về nó chỉ còn 1 tỷ thôi. Và các bạn sẽ rút kinh nghiệm là thôi. Và lúc khi lên đến 2 tỷ bạn thoát xong phát thì nó lại lên 10 tỷ. Và đấy là thực tế mà rất nhiều người gặp phải rồi. Và bản thân mình trong quá khứ cũng trải nghiệm qua những cái này. Cho nên bây giờ hãy đặt một mục tiêu đủ lớn ra, xếp vấn đề cơm áo gạo tiền sang một bên, kiếm sống sang một bên, và phía bên này là làm giàu và chơi một ván bài đủ lớn đấy các bạn. Và cách làm tài chính như thế mình tách ra cái phần cơm áo gạo tiền, lo cho chỉnh chu, cho nó đàng hoàng, cho nó an toàn, cho nó thật chặt chẽ, cho nó chắc chắn, đặt nó vào chỗ đó. Xong còn phía bên này đúng không, bạn chơi một cuộc chơi nó mạo hiểm hơn chút. Và nhớ là mạo hiểm chứ không phải là liều lĩnh. Và tôi có hẳn một cái video để phân định thế nào là mạo hiểm, thế nào là liều lĩnh rồi. Đầu tư mạo hiểm là đầu tư liều lĩnh nhưng có sự hiểu biết, đúng không các bạn? Còn đầu tư liều lĩnh là một loại đầu tư mạo hiểm nhưng mà không có sự hiểu biết. Ở đây thì luôn luôn mình nhấn mạnh với anh chị em là phải có trí cơ. Cái trí là đòn bẩy lớn hơn rất nhiều so với tiền. Còn các ông cứ mua xong kiểu không có sự hiểu biết, cứ xuống cái bình quân giá, tức là bản thân các bạn dùng tiền để bù cho cái phần trí sai rồi mà cứ mua bình quân giá mà các bạn thì bù đắp lẫn nhau. Và chừng nào mà các bạn còn phải đi hỏi là khi nào mua được, giá thoát bao nhiêu thì chừng đó cái phần trí của bạn nó chưa được nhiều lắm các bạn. Cho nên cái phần này mình nói hơi rộng ra một chút về vấn đề về tâm lý, nó không đi vào tiền, không đi vào giá, nhưng mà nói thật với bạn là nó quyết định rất lớn cái chuyện là bạn sẽ có bao nhiêu tiền. Thì chơi những cuộc chơi đấy các bạn phải rèn được cái phần cảm xúc đầu tư thì các bạn sẽ trưởng thành hơn rất nhiều lần. Thì ở đây thì tôi nói với các bạn là cái đợt tăng giá này nó chỉ là một cái đợt điều chỉnh nó cũng vừa. Và nó không có gì ghê gớm, chưa có gì ghê gớm lớn cả so với những cái năng lực tiềm năng của những cái năm mà khi nó tăng đến 3 đô các bạn, hồi đấy Cardano còn mới bắt đầu có smart contract mà còn dạng amateur các bạn. Còn mọi thứ bây giờ nó đã khác rồi, hồi đó nó còn chưa có sàn phi tập trung, hồi đó nó còn chưa có stablecoin, hồi đó nó còn chưa có Hydra, nó còn rất nhiều thứ không có, và nó đã từng hoảng lên mức giá đó bởi vì vấn đề cảm xúc. Còn bây giờ cái phần giá trị của nó đã có rất nhiều rồi. Bây giờ cái khả năng mà sụp đổ của Cardano thì thấp hơn rất nhiều lần so với những cái đợt ngày xưa rồi. Bây giờ mọi nền tảng nó đã vững đấy rồi, và những cái lý thuyết mình đưa ra cho mọi người như là mục tiêu kép đấy các bạn, không phải là lãi suất kép nhưng mục tiêu kép đấy. Bây giờ là đã hòm đến lúc các bạn có thể dùng được rồi. Bây giờ mình có sàn phi tập trung rồi, bây giờ mình có cái smart contract rồi, bây giờ mình có cái stablecoin rồi. Như vậy là đã hội tụ đủ 3 cái yếu tố ngày xưa mình đưa ra các bạn rồi. Thì bây giờ lên kế hoạch thì các bạn để tự do tài chính nó đến từ những cái chỗ nào đó. Bây giờ nó đến rồi và bây giờ cứ loay hoay chuyết đi chuyết lại, ra vào thì các bạn sẽ quên đi những cái kế hoạch lớn của mình. Thì Đấy là cái video để mình cái phần livestream để mình trình bày cho các bạn một chút về vấn đề về giá cả thôi. Thì tôi không biết là các bạn có hài lòng không với cái phần chia sẻ giá này. Thường thì mình không muốn nói sâu về vấn đề về giá, bởi vì là bản thân là mình làm cũng không tốt lắm cái vấn đề về giá. Mình có một mục tiêu đủ lớn, sau đó mình đặt nó lên và mình chỉ chăm sóc cái đó thật tốt thôi để mình hướng đến được. Rồi bây giờ mình sẽ như vậy là mình xin kết thúc cái nội dung ở đây nhé. Bây giờ chuyển sang cái phần hỏi đáp và trả lời câu hỏi. Thì các bạn nào có cái câu hỏi thì đặt lên đây. Mình thích những cái buổi này các bạn hỏi cứ trực diện, hỏi khốc liệt vào các bạn, để chúng ta cùng tranh luận, chúng ta cùng chia sẻ. Bạn nào thích nữa có thể giơ tay để chúng ta có thể nói bằng âm thanh cũng được. Rồi nha các bạn, xem nào đọc các câu hỏi của các bạn nhé. Công nghệ, có một bạn 123456 hỏi là công nghệ những đồng tiền kỹ thuật số như CNBC, ENC là của các quốc gia thì dùng công nghệ gì ạ? Họ cũng dùng công nghệ blockchain đấy các bạn. Các CBDC các bạn, họ cũng dùng công nghệ blockchain, nhưng mà cái nền tảng blockchain của nó là nền tảng blockchain dạng private, là nó không phải là dạng public, và nó vẫn là centralized, nó vẫn là tập trung. Ở trong đó thì chính phủ là người ta quyết định toàn bộ, thậm chí bản thân nó có những đặc thù riêng, ví dụ như là lượng cung tiền nó sẽ không có những cái tính hữu hạn giống như là ADA hay là giống như là Bitcoin. Rồi so sánh với công nghệ thì nó khác nhau, bởi vì cái mục tiêu người ta dùng sẽ phải là như thế. Người ta muốn kiểm soát và vẫn phải KYC, người ta vẫn có thể phong tỏa, khóa tiền, ví dụ như vậy. Thì còn ở phía bên ADA là một cái công nghệ nó đi theo hướng khác, mặc dù cả hai cái hướng đều làm đấy là công nghệ phi tập trung cả. Có bạn nói là có đồng Celestia cũng đi theo công nghệ blockchain module Nana của Cardano. Các bạn cẩn thận thế này nhé các bạn, Cardano không phải là đồng đầu tiên, không phải là dự án đầu tiên đi theo công nghệ kiểu module mà có rất nhiều các dự án khác đi trước. Celestina cũng không phải là cái dự án đầu tiên và duy nhất đi theo kiểu công nghệ module. Và thứ hai nữa, đừng hiểu nhầm rằng cứ cái nào mà đi theo công nghệ module thì cái đấy là tốt. Các bạn đừng hiểu nhầm như thế. Hiện tại có đến tới 20 cái dự án đi theo công nghệ kiểu dạng module. Thì hiện nay Polkadot là một trong dự án đi hàng đầu ở trên cái việc này. Thì cũng đừng nhầm lẫn, các Cardano không phải là dự án đi đầu tiên với cái này. Có ai mua tận 3 đô? Yeah, có người mua 3 đô. Có bạn nói là sợ nhất là cái nhóm kiếm ADA không đồng là how to die luôn. Đúng rồi các bạn. Cái nhóm ADA không đồng. Nhân tiện nhắc cộng đồng luôn là hôm nay là ngày kết thúc của chuyện đăng ký làm CA, tức là làm chấm của cái dự án Catalyst rồi đấy. Các bạn ngày 14 rồi. Thì là chuẩn bị các bạn bắt đầu chấm, và đấy là ADA không đồng các bạn kiếm được. Cái fan 10 ấy, tôi biết là các bạn ngồi chịu khó chấm, các bạn chấm đủ các loại nên các bạn kiếm được 15.000 ADA đấy các bạn. 5 năm thì lại downtrend rồi. Các bạn nói là 5 năm thì lại vào downtrend rồi. Đấy, các bạn thấy không? Tức là mỗi người sẽ có tầm nhìn khác nhau. Đối với mình ấy, tầm nhìn của mình ấy, là 5 năm nữa nó vào đúng cái đoạn mà bùng nổ phát triển. Thì các bạn lại nhìn thấy là 5 năm nữa lại vào downtrend rồi. Thì có thể người ta phân tích theo kiểu là halving, theo kiểu vụ mùa, theo kiểu là cycle, theo kiểu là vòng xoáy ấy. Thì cứ 5 năm một lần kiểu như thế. Thì có những người có tầm nhìn khác nhau. Còn cái nhìn của mình là nhìn vào công nghệ, nhìn vào ứng dụng, thì mình nhìn thấy 5 năm nữa đấy là cái điểm rơi để nó đột phá, nó bùng nổ, nó đi vào cuộc sống. Như vậy là chúng ta có những sự hiểu biết khác nhau, chúng ta sẽ có những sự đánh giá và nhận định khác nhau. Và cùng một sự vật hiện tượng thôi, nhưng sẽ có người nhảy xuống và có người nhảy lên. Thì đấy là những thứ mà chúng ta khác nhau rất nhiều. Có bạn hỏi là lý do nào khiến ADA tăng mạnh thế hả? Thì đấy là cái mà mình có nói các bạn ấy, là tại sao cứ cái gì tăng giá nó mới hút chúng ta vào? Tại sao chúng ta không tìm từ những lúc mà nó chưa tăng giá? Tại sao cứ cái gì tăng giá xong chúng ta mới đi tìm lý do hỏi xem nó tại sao lại như thế? Và khi giải thích được tại sao nó lại như thế thì chúng ta lại bỏ tiền vào. Thì đấy là những người đầu tư đu đỉnh các bạn. Thì đừng làm như thế nữa các bạn. Bây giờ mình cố gắng phải đi tìm và phải biết được là với cái việc này thì nó sẽ tăng giá, và như thế thì các bạn mới kiếm được tiền. Còn nếu các bạn cứ cái gì nó tăng giá rồi các bạn mới đi hỏi sao, thì những cái câu hỏi đấy, những cái kiến thức như thế nó không giúp chúng ta thay đổi gì cả, và nó tạo ra một cái thói quen với cách làm như thế thì rất khó để các bạn có khả năng đầu tư thành công được. cái gì nó tăng giá rồi ấy, thậm chí là phải quên nó đi các bạn. Tôi đầu tư theo kiểu thế đấy. Tức là cái gì tăng rồi lao sao lạo xạo rồi, cái đấy nó rất tốt nhưng nó không còn tốt cho mình nữa. Bởi vì cái gì mà mọi người đều biết và nó đã rõ ràng 10-10 như thế rồi thì làm gì có cơ hội nó còn cho mình nữa các bạn. Cho nên đừng cố gắng đi đầu tư theo cách này. Chứ đừng thấy nó gì nó tăng giá xong cố gắng đi tìm lý do giải thích xem tại sao, và thấy cái lý do nó hợp lý thì mình nhảy vào. Thì tôi không tin đấy là cái cách đầu tư hay. Có những người nói là nhảy vào nhảy ra thì chỉ mất bớt lãi thôi. Tức là bạn ấy vẫn lãi. Đúng rồi, đấy là một tư duy. Tức là bạn đầu tư vào một cái gì đó đáng nghĩa nó x10 nhưng mà bạn chỉ đầu tư được, bạn chỉ lãi được 50% thôi, thì bạn tư duy là thôi chẳng qua mất bớt lãi thôi. Nhưng mà đấy là cũng cách an ủi mình cũng được. Nhưng nếu bạn biết hài lòng với mức 50% thì ok fine, thì cũng được thôi. Nhưng mà lại nhòm sang thằng khác nữa không? Lại thấy tiếc, lại thấy hận đời thì không nên. Mua bán giúp giá lại tăng lên, tâm lý loạn cả người. Đúng rồi. Thầy mở khóa tâm lý đầu tư đi. Trước đây mình có cái khóa đấy nhưng mà bây giờ mình không mở nữa vì nó ít người học quá. Hầu hết các bạn chỉ đi học kiếm tiền thôi. Thị trường ở đỉnh thì nên tĩnh tâm thiền sẽ nhìn rộng xa hơn, đúng không thầy? Không. Nếu mà bạn chỉ ngồi thiền thôi, bạn không nhìn được xa rộng hơn đâu. Mà bạn nên tìm hiểu về cái cơ hội đấy. Thị trường nào cũng thế. Khi mà mọi thứ nó lên hay nó xuống thì bạn cứ dành thời gian bạn tìm hiểu. Khi cái trí mình nó lên được, tức là sự hiểu biết về cái cơ hội của mình nó lên ấy, thì cái tầm nhìn của mình xa nó mới rộng ra được. Nói chung cái sự hiểu biết mà nó càng rộng ra thì cái nhãn quan, cái khả năng suy luận tư duy của mình nó sẽ logic và nó có lý trí hơn, và nó sẽ đúng hơn. Đôi khi nó sẽ nhạy cảm hơn rất nhiều lần. Chứ ngồi thiền không mà nhắm mắt vào quên sự đời thì có khi lại không theo được nhịp sống nữa. Góc nhìn của thầy về vốn hóa ADA, hay nói rộng hơn là vốn hóa thị trường trong vòng 3 năm tới là như thế nào ạ? Xin cảm ơn. Mình luôn có tầm nhìn này các bạn. Hiện tại quy mô vốn hóa của thị trường crypto mới có 1.600 tỷ. Và các bạn hình dung rằng đây là một cái thị trường tài chính có quy mô vốn hóa toàn cầu các bạn. Và bất cứ một ngành nào cũng có thể vào đây được. Và nó lớn hơn cả ngành chứng khoán. Chứng khoán thì nó chỉ là vốn hóa của các công ty thôi. Nhưng các bạn nhìn thấy là cái thị trường crypto thậm chí là vốn hóa của cả tiền tệ. Tiền tệ của một quốc gia, vốn hóa của một công ty, cái giá trị sản xuất của những cái thứ không phải công ty nữa. Đúng không ạ? Thì tôi không tin rằng trong vòng 3 năm tới mà cái quy mô vốn hóa nó chỉ có 1.600 tỷ. 1.600 tỷ đô la như thế thôi các bạn, nó bé xí xí à, nó chỉ bằng một cái quỹ đầu tư của Singapore thôi à. Quỹ đầu tư của nhà nước Singapore nó còn lớn hơn nhiều, thậm chí là còn chưa bằng vốn hóa của Apple như các bạn. Và nếu riêng dự án Cardano, Ethereum hoặc là một dự án nào đó mà nó đủ đi vào cuộc sống, quy mô nó lớn lên ấy, và các cái ngành sản xuất kinh doanh nó sẽ nhảy vào cái hệ sinh thái để nó lưu trữ dữ liệu trên đây, nó hoạt động trên đây, thì chỉ riêng một cái hệ thống blockchain thôi nó cũng thể dừng ở 1.600 tỷ được. Thì đấy là cái tầm nhìn của mình. Tức là khi mà cái ao nó đủ lớn các bạn thì nó sẽ chứa lượng nước nhiều hơn rất nhiều lần so với hiện nay. Hiện nay còn rất bé. Thực ra cái cách mà mình nói này, ngày xưa khi mà thị trường nó về vốn hóa chỉ có 132 tỷ hồi khoảng năm 2019 các bạn. Và mình đã nói với mọi người là thế quái nào mà một cái lĩnh vực lớn lao như thế này mà nó chỉ có 123 tỷ đô la, chưa bằng tài sản của một ông ấy, chưa bằng tài sản của một người giàu nhất, thì chắc chắn nó phải hơn. Và với cái niềm tin như thế thôi các bạn, thì và cái cộng thêm sự hiểu biết về cái ngành nữa, thì mình sẽ thấy rằng là phía trước nó còn lớn lao, rộng hơn nữa mà. Và tôi không nghĩ một cái ngành nào mà nó chỉ có 1.200 tỷ, và những cái gì mà xảy ra đối với blockchain nó phải tương đương với tầm cỡ kiểu phát triển của internet đấy chứ các bạn. Và cái quy mô văn hóa chắc chắn nó sẽ lớn hơn rất nhiều lần. Các bạn giải thích là giá tăng thì đơn giản là do nhu cầu mua lớn hơn nhu cầu bán. Đúng rồi các bạn. Nhưng mà nhu cầu mua nó có những nhu cầu mua ngắn hạn và có những nhu cầu mua dài hạn. Với cái sự hiểu biết của mình thì mình nhìn là cái tầm nhìn về nhu cầu mua dài hạn nó sẽ lớn hơn cái nhu cầu bán. Về mặt dài hạn đấy, 5 năm thì nhu cầu mua nó sẽ lớn hơn rất nhiều. Anh nói thêm về lý thuyết bên kia sườn đồi tại điểm này. Ê, rất hay các bạn. Các bạn lấy đồ thị của đồng ADA ra vẽ đi các bạn. Nó đã vừa vượt qua điểm 6 xong, quá tuyệt. Các bạn hôm nay mà ngồi đây mà nói hết cái này thì nó sẽ hơi lâu. các bạn lấy cái đồ thị ra các bạn vẽ thì có thể cái quy mô văn hóa toàn thị trường nó chưa vượt qua đến điểm 6, nhưng nếu các bạn vẽ lấy riêng cái đồ thị của đồng ADA ấy, các bạn vẽ riêng ra thì nó đã vượt qua điểm 6 rồi các bạn. Thì nhớ cập nhật tình hình của Hydra. Đúng rồi, lâu lắm rồi mình không cập nhật tình hình của Hydra, vì nói thật là với Hydra mình không tìm thấy cơ hội gì cả, mình đã sụp vào rồi và thành lập một team rồi, nghiên cứu rồi, nhóm sụp vào nhưng mà không thấy có một cơ hội gì lớn lao cả. Và Hydra vẫn đang trong cái quá trình phát triển nhưng nó chưa thực sự là được thương mại hóa ra, mình vẫn để tâm đến nó thôi. Thầy có kỳ vọng vốn hóa ADA tới năm 2025 là bao nhiêu? Tôi nghĩ là nó phải ít nhiều lần so với hiện nay ấy các bạn, nó sẽ không thể là con số hiện nay được, nó sẽ ít nhiều lần. Cho em xin hỏi thị trường, khi thị trường đủ lớn, Bitcoin spot ETF thì chu kỳ 4 năm còn đúng không ạ? Tôi chưa bao giờ phân tích cái sóng đầu tư theo chu kỳ, kể cả kinh tế vĩ mô ấy các bạn. Mình không thích phân tích theo chu kỳ, bởi vì là cái chu kỳ nó chỉ có ý nghĩa tương đối thôi, và thường nó lấy có ý nghĩa bình quân thôi. Rồi những cái gì mà xảy ra kiểu halving rồi các bạn sẽ nhìn thấy nó khác, khi mà tất cả mọi người ai cũng lấy cái đấy làm chỉ báo rồi thì cái chỉ báo nó sẽ không còn đúng nữa. Khi mà ai cũng thấy cái quy luật này nó đúng thì một cái quy luật chung ấy, là cái quy luật gì mà ai cũng thấy nó đúng thì nó không còn đúng nữa. Và tôi không thích phân tích mọi thứ theo quy luật, và thị trường crypto ấy, nó có những thứ nó nằm ngoài những cái quy luật kiểu như kiểu truyền thống, bởi vì nó là một cái lĩnh vực công nghệ phát triển, và cái sự phát triển của công nghệ nó sẽ lấn át những cái kiểu chu kỳ kiểu như này. Và nếu các bạn để ý thì gần đây Hoskinson hôm nay có một cái bài phát biểu rất hay là Bitcoin phải cần cái ngành này để phát triển, nhưng cái ngành để tồn tại, nhưng cái ngành này không cần Bitcoin để phát triển, bởi vì Bitcoin nó chỉ thế thôi, và Bitcoin bây giờ đang sống phải phụ thuộc vào cái ngành này. Cái ngành này có phát triển thì Bitcoin mới tồn tại được, bởi vì người ta cứ ví Bitcoin là vàng ấy các bạn, nhưng mà rất nhiều những thứ gọi là ngộ nhận và cố gắng ghép thôi. Bởi vì bạn thấy vàng người ta khai phát thác xong cái mỏ nó hết rồi thì người ta đánh sập mỏ xuống, và cái người khai mỏ với cái người nắm giữ vàng chả liên quan quái gì nhau được. Nhưng với Bitcoin các bạn, người ta đào ra rồi, và ngay cả khi không còn Bitcoin để đào nữa thì chúng ta vẫn phải cần một hệ thống miner cứ đào những cái không có gì cả, và những miner ấy nó phải có đủ chi phí để tồn tại, và cái chi phí nó phải đến từ phí giao dịch. Thế nhưng mà Bitcoin ấy là cái đồng nó không có ứng dụng gì cả, thậm chí là người ta chỉ buy and hold thôi, người ta chỉ mua xong người ta nắm giữ giá trị thôi, và người ta không chuyển giao qua lại với nhau, thì những người miner người ta lấy đâu ra cái chi phí để người ta duy trì người ta tồn tại. Ngay cả khi không còn một đồng Bitcoin nào cả thì người ta vẫn phải đào, bởi vì người ta cần duy trì số cái, đúng không các bạn? Và đấy là một cái mô hình kinh tế mà nó có điểm kết. Thế nếu mà nghiên cứu về kinh tế học các bạn sẽ thấy là một cái hệ sinh thái mà nó không phát triển, nó từ chối tất cả những cơ hội. Thì nếu Bitcoin không sự thay đổi, mình không chịu nâng cấp lên thì Bitcoin sẽ có điểm kết, và cái thị trường này không cần Bitcoin để phát triển nữa. Còn nhu cầu tăng thì phải tự mò. Làm thế nào để thầy luyện cho tâm vững khi đầu tư? Cụ thể nha thầy, ví dụ như thiền thì thiền như thế nào đấy? Tâm vững khi đầu tư không phải nhờ thiền các bạn ạ. Đấy là cái cách mình sẽ đắp cuộc chơi thôi các bạn. Có hai cái thứ đó các bạn. Một là cái mong muốn của mình, hai là cái nguồn lực mình bỏ ra. Cái mong muốn ấy, tức là ví dụ cái sắp xếp cuộc chơi này là đối với mình là cái lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư của crypto ấy, thì mình định hướng rất rõ vào đây là làm giàu và không phải để kiếm sống nhàn nhạy. Cho nên là cái kỳ vọng, cái mong muốn nó phải rất là lớn. Thứ hai là với cái mong muốn lớn thế thì mình chọn cái sản phẩm ấy, nó phải thật tốt, phải rất kỹ. Các bạn biết là mình đọc mấy chục các loại blockchain khác nhau, phản biện, tranh luận, cuối cùng mình chỉ chọn có một, và đến giờ phút này mình chỉ có mỗi một duy nhất, ADA không nắm thêm một thứ nào khác, thậm chí kể cả USDT cũng không nắm nữa. Thì chọn cái dự án thật tốt, sau đó bền vững đi với nó. Và cái thứ ba là phải sử dụng cái nguồn lực thật tốt, tức là mình dùng cái nguồn lực có khả năng bị mất, có thể mất không sao cả, gia đình mình vẫn ổn, mọi thứ vẫn ổn, thì cái cách mình thiết kế cuộc chơi ấy, nó mới tạo ra cho mình tâm vững được. Và mình hay nói với mọi người là ví dụ như là đầu tư không đồng thì hãy bước vào thị trường này, hãy dùng cái sự hiểu biết các thứ của mình kiếm tiền từ thị trường này, rồi mang cái số tiền đó tái đầu tư vào trên thị trường này. Thì với cách như thế thì kể cả thị trường này nó có rủi ro thì bạn chỉ mất công mất sức, làm gì cũng mất công mất sức mà, đúng không các bạn? Nhưng chúng ta sẽ không rơi vào vị thế mất tiền, và bạn chơi với một cuộc chơi mà thắng hoặc hòa, thắng rất to hoặc hòa thôi, thì cái tâm của bạn nó sẽ rất an. Tức là mình đã chuẩn bị phòng bị cho tất cả những chuyện đấy rồi, chứ không phải là mình giả vờ đâu. mình lấy tiền nhà ra xong mình mua, xong nó xuống mình bảo xuống cũng vui, không có chuyện đấy. Thì cái cách cái thiết kế cuộc chơi nó giúp cho mình có một cái vị thế vững, kể cả lên xuống thì cũng đều vui cả. Cứ lên thì mình đếm số đô la, xuống thì mình đếm số ADA, thì cứ thế thôi các bạn, thì nó sẽ vui. Thì đấy là cách mà mình thiết kế cuộc chơi. Còn tiền nó chỉ là một phần, nó là một thứ khác, không đưa vào chuyện kiếm tiền này. Nếu sau này CBDC phổ biến rồi thì đâu cần stablecoin nhỉ? Đấy là giả định các bạn. Nếu CBDC phổ biến rồi thì cái chữ giả định ấy, tôi đã thấy nó không đúng rồi các bạn. Nó có thể phổ biến ở trong một quốc gia nhưng mà nó không thể phổ biến ở toàn cầu, nó không thể phổ biến ở một cái lĩnh vực phi tập trung. Tôi không biết CBDC phổ biến như thế nào nhưng mà tôi sẽ không dùng cái đồng đó. Thì tôi vẫn dùng stablecoin. Như vậy là cái giả định của bạn là CBDC phổ biến là cái điều không chính xác. Vì các chain có thể swap rồi issue token ra public lên chain mà thầy đúng không các bạn? Thì thị trường nó vẫn phân nhánh nha các bạn. Sẽ có một mảng lớn người ta vẫn dùng CBDC với những hoạt động ở tầm quốc gia, người ta có thể vẫn dùng cái đồng CBDC. Nhưng sẽ có những cái không gian khác người ta vẫn dùng stablecoin. Tôi không biết nhưng tôi sẽ vẫn dùng đồng DZ các bạn. Tôi sẽ không dùng đồng CBDC của Mỹ, tôi không dùng đồng CBDC Trung Quốc, ví dụ thế, tôi sẽ không dùng những đồng này. Hiện tại em thấy xuất hiện một số blockchain như là TIA, ARB, thầy đánh giá như thế nào về công nghệ của dự án này? Mình chưa nghiên cứu dự án đó cho mình cũng không rõ lắm. Khi mà bạn đi vào những đó bạn cần phải nghiên cứu rất rõ xem là cái ưu điểm, cái vị thế của nó là gì. Có rất nhiều các loại blockchain đấy các bạn nhé, cứ không phải là cứ blockchain là ngon đâu. Có cái blockchain đấy các bạn nhìn nó xây từ cái substrate lên thì hiểu các bạn bây giờ ghép phát ngồi sáng đến chiều là các bạn có một cái blockchain rất dễ thôi, không phải cứ blockchain là ngon đâu ạ. Thì blockchain nó xây dựng ở dạng gì, dạng cung cấp, dạng blockchain as service thì nó sẽ hoành tráng, nó sẽ lớn lao như là Polkadot ví dụ thế. Rồi nếu mà nó muốn xây dựng trở thành một cái decentralized as service thì nó lại to như là cái Cardano. Và nó có rất nhiều các layer khác nhau các bạn ạ. Layer 1 khác cũng là blockchain nhưng mà nó lại phục vụ cho cái đề áp ở phía thẳng bên trên thì nó rất khác. Không phải là cứ blockchain nó sẽ là được. Cardano có người trên Twitter đã nhận định vốn hóa lên đến 500 tỷ đô la. Thầy nhận định như thế nào ạ? Mình tin là nó sẽ tăng, còn cụ thể bao nhiêu mình không biết. Mình tin nó sẽ tăng hơn cái mức hiện tại rất nhiều. Nó sẽ không thể như hiện tại được. Họ nhìn vào hệ sinh thái Ethereum để phân tích vì Cardano bây giờ đi theo chu kỳ của ETH những năm về trước. Không hiểu sao nhiều người vẫn phân tích theo chu kỳ. Và mỗi thứ khác nhau là khác nhau mà. Ethereum bây giờ nó đang cố gắng lột xác mình để đi sang một cái hệ sinh thái mới. Nhưng mà Cardano nó đã đi theo một hướng hoàn toàn khác cơ mà. Tức là Ethereum nó đi theo kiểu là thử đúng và sai, đi nhanh và đi vội, cho nên nó có chu kỳ của cái chuyện nhanh và vội. Thay đổi xong rồi thử sai thì lại sửa. Nhưng Cardano là chọn theo kiểu nghiên cứu khoa học. Các bạn biết là cái mô hình nghiên cứu khoa học nó sẽ đi trầm rất sâu, nó như giống dự án mạo hiểm ấy, rất sâu rất lâu ở dưới, nhưng một khi nó lên rồi nó sẽ tăng vọt lên và nó đi lên rất nhanh. Thì hai cái mô hình này mình thấy khác nhau. Nếu mà lấy mô hình của Ethereum mà lắp cho Cardano thì mình cũng không nghĩ là nó sẽ hợp lý lắm. Với lại bây giờ nhận thức của mọi người rất khác so với cái nhận thức hoang dại cái thời Ethereum rồi. Các bạn hồi 2016 mà Ethereum ra đời là cái thị trường nó cực kỳ hoang dại luôn, và Ethereum được hưởng lợi rất lớn từ cái làn sóng ICO. Và Cardano bây giờ không thể có ICO, không thể có làn sóng ICO tào lao giống như hồi Ethereum nữa. Mà mình không tin cái sóng nó đã lặp lại. Và cái sự hoang dã của cái cộng đồng đầu tư bây giờ nó không như ngày xưa nữa rồi. Và bây giờ nhiều người thông minh, nhiều người khôn hơn, thông tin bây giờ cũng đa dạng hơn nữa rồi. Hiện tại AI đang độ chín về mặt công nghệ trong cuộc sống, tương lai giao thoa giữa AI và blockchain không thầy có cho các bạn. AI mà hiện tại là đang bị chi phối, tức là những cái gì mà mình hỏi mà AI nó đang trả lời đấy các bạn, là nó lấy dữ liệu từ Microsoft, từ Google, từ những cái cơ sở tập trung ra. Và như vậy thì nếu họ cứ nạp dữ liệu gì cho nó thì nó sẽ nói cho chúng ta cái như vậy. Như vậy nó đang bị centralized. Và mình rất thích cái anh CTO của Singularity, ông nói là cái AI mà như kiểu thế gọi là AI trong lồng kính, tức là AI bị chi phối. Còn cái dữ liệu trên nền tảng blockchain nó sẽ phi tập trung, nó sẽ không bị chi phối, bạn không thể làm giả, bạn không thể làm ảo được. Và như vậy AI mà học được cái dữ liệu ở trên cái nền tảng, cái thông tin mà trên cái phi tập trung ấy, thì nó mới thực sự là cái AI thông minh, và nó phản ánh cái đúng cái số đông sự thật ở bên ngoài vào. Thì cái hướng này thế, nhưng mà mình tin là AI mà trên nền tảng blockchain sẽ còn một hành trình rất dài. Bởi vì là dữ liệu trên blockchain bây giờ nó chưa đủ lớn. Nói thế nó có vài cái terabyte như là của Ethereum cũng chỉ lên có hơn 1 terabyte. của Bitcoin cũng tầm tầm thế, trong khi nó phải học hàng tỷ terabyte thì nó mới ra được, đúng không ạ? Là AI mà trên nền tảng blockchain sẽ phải cần thời gian hơn. Thầy cho em hỏi ở vị thế kỳ vọng tại sao mình lại xác định được khoảng giá trị nội tại không ạ? Có các bạn, sự hiểu biết. Khi các bạn nạp đủ kiến thức của một cái đó lại vào, của cái ngành đấy, của lĩnh vực đấy, của cơ hội đấy, bạn sẽ biết được giá trị nội tại. Một cái tổng quan này, ví dụ bây giờ bạn mà đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam thì bạn biết là cái giá trị nội tại, một cái khoảng bạn sẽ biết được. Và cái khoảng đấy nó sẽ lớn hơn bạn đầu tư vào thị trường chứng khoán ở Mỹ. Cái khoảng biến động giá của thị trường chứng khoán ở Mỹ nó sẽ hẹp hơn một chút, ví dụ như thế. Và tương tự như thế, nếu mà bạn có sự hiểu biết về lĩnh vực blockchain các bạn, thì bạn sẽ biết được cái khoảng đầu tư, cái giá trị nội tại. Và trong cái lĩnh vực đấy rồi, xong bạn đi vào cái dự án đấy, bạn lại hiểu biết về dự án đấy, bạn sẽ biết được cái khoảng. Ví dụ bây giờ mình đang đầu tư, mình đang tìm hiểu rất kỹ về dự án ADA. Và mình nhìn thấy thằng Ethereum nó làm được thế, và cái khoảng của thằng Ethereum nó đã như thế rồi. Trong khi ADA bây giờ cứ chậm chắc mới đi thật vững, đúng không? Đến rồi cái điểm mà cái thời kỳ mà rồi mày sẽ giống như thằng Ethereum, nó sẽ đến. Và thậm chí những cái thằng mà xây dựng theo kiểu thiếu cái nền tảng khoa học và nó thử đúng và sai, nó còn đến được ngưỡng chỗ đó nữa, là những cái có nền tảng như này. Thế là tự nhiên ở bên trong mình nó có một cái khoảng nhất định khi mình đầu tư vào đây, mà mình đặt những giá trị kỳ vọng nội tại, đúng không ạ? Thì mình luôn luôn đề cao chuyện là bạn có sự hiểu biết, có trí tuệ về cái cơ hội đầu tư ấy, thì bạn sẽ định giá được nó một cách chính xác nhất. Và bạn có nói cái số đi cho người khác ấy, thì người ta cũng không hiểu được, người ta không thụ được, người ta không cảm được. Đó. Tôi đã từng nói những con số của mình cho những người bạn thân, có những người mà mình chia sẻ được, nhưng họ không thụ được. Thậm chí là họ nghe đấy thôi nhưng họ cười thầm mình, họ cười đều mình. Bởi vì là mình ở trong cái lúc đấy mình nhìn nó khác lắm, những người ở bên ngoài nhìn vào. Theo thầy, mùa uptrend tới ADA có thể chạm tới là bao nhiêu đô la thầy? Mình không biết, nhưng mình tin là nó sẽ không phải là cái số này, nó sẽ là con số nhiều lần trên cái số này. Mình không biết chính xác là bao nhiêu. Midnight blockchain sẽ thay thế các blockchain Hyperledger, Coda phải không thầy? Không phải đâu. Hyperledger nó khác, Midnight nó khác. Midnight là đi vào hướng bảo mật và ẩn danh, ví dụ như thế, và nó sẽ cung cấp service thậm chí là hai lưỡng thông tin, nó dạng lưỡng tính, tức là bạn có thể bảo mật phần, tức là cái thông tin đấy bạn có thể cung cấp vẫn công khai nhưng mà cái phần bảo mật bạn vẫn được bảo mật. Thì Hyperledger, cái dự án các cái mà phát triển trên nền tảng kiểu blockchain của dạng Hyperledger nó thể đi theo hướng khác, mà Hyperledger nó là một cuốn sổ cái to, nó lớn lao hơn cái Midnight này nhiều, chứ bạn không thể so cái Hyperledger với cái Midnight này đâu. Thầy nói thêm về stablecoin sắp ra mắt trên Cardano sắp tới đi ạ. 19 tháng 12 này thì đồng USDM nó sẽ ra đời, nhưng hôm nọ có một thông tin mình cũng thấy hơi lạ là nó lại phát hành trên một cái side chain khác, một cái chain khác, bởi vì lý do là liên quan đến các vấn đề pháp lý. Rất may là có thêm một vài bang nữa họ đang được mở ra được, đúng không? Nhưng thật sự thì mình lại không quan tâm đến cái đồng ấy nhiều lắm đâu các bạn, bởi vì hiện tại chúng ta đã có DZ rồi, nếu các bạn cần chú vào đó đã có DZ, và DZ đã chứng minh cho cộng đồng biết cái tính đúng đắn của nó qua cái đợt đồng crypto sập vừa rồi đúng không các bạn? Crypto tức là ADA đi xuống rất sâu, và bạn không thể mai được đồng DZ, bạn không thể mai được đồng các đồng SEN, và rất nhiều người nói là ơi mà không mai sao lởm thế, và mình mà không phải lởm, nó hoạt động đúng theo thiết kế của nó mà. Cho nên nếu cũng là stablecoin thì mình không đóng cái đồng kia, và mình lại thích cái đồng DZ thôi. Thầy cho em hỏi ADA có cơ chế ủy thác lại tài sản cho người thân không ạ? Nếu họ không may sở hữu ví nhưng đột ngột qua đời thì người thân không có khóa nội bộ khôi phục. Hiện tại bạn có thể dùng smart contract để làm cái việc đấy cũng được. Tức là bạn có thể dùng cái smart contract, trên đó bạn viết là bao nhiêu lâu bạn không tương tác, đến thời kỳ nào đấy thì bạn cái ví nó sẽ chuyển giao cho người kia, thì bạn dùng smart contract. Chứ bản thân ở tầng giao thức thì ADA không thiết kế thế, và không một blockchain nào thiết kế như thế cả. Nhưng bạn có thể viết cái smart contract, nó bạn đưa cái đồng ấy của bạn vào, và đến giờ phút này nếu bạn rút ra thì nó sẽ thuộc về ví thứ nhất. Nhưng mà sau cái thời kỳ này, nếu bạn không rút ra thì cái người mà thừa kế tiếp theo họ sẽ quyền lấy cái đồng ấy ra. Rồi thì bạn có thể viết smart contract để đảm bảo cái việc đấy được. Theo góc nhìn của thầy thì yếu tố ảnh hưởng đến thị trường crypto hiện nay là gì ạ? Công nghệ, công nghệ và khả năng ứng dụng công nghệ ra ngoài. Thầy nhận định gì về vốn hóa thị trường crypto 3 đến 5 năm tới ạ? Nó sẽ tăng trưởng so với hiện nay. Góc nhìn của thầy về các quỹ ETF dạo này dâm gian trên các kênh BTC, mấy cái quỹ ETF ấy nó mang tính chất truyền thông, do nó bơm thổi khá là nhiều các bạn. Mình thấy nó cứ dư ra, nó bảo chuẩn bị ra rồi nhá, thế là nó bay vút lên cái, trong khi nó bán ra xong lại bảo không được rồi, thế xong nó trùng trong một thời gian nó lại bảo là chuẩn bị dùng dịch nộp lại nhá, nó lại bung lên. Anh em cứ mua bán theo những cái thông tin như thế thì mình không đu theo tin như vậy, và những cái đấy nó không tạo ra giá trị nội tại. Mấy cái đồng BB đấy nó chỉ là cái sản phẩm của dân tài chính, dân đầu cơ thôi, chứ nó không phải là cái giá trị nội tại của cái dự án đâu, của cái ngành này. Em đợi ADA hơn một năm nay, khi ADA xuống 0,2 em đã vào 1/3 vốn. Hiện tại ADA đang lên tăng quá, nếu ADA bay thẳng mà không quay lại thì em nên làm gì với phần vốn còn lại cả? Em cảm ơn thầy nhiều. Vui đi các bạn, tự nhiên ADA tăng lên như vậy là cái tài sản của bạn cũng tăng lên mà. Một phần vốn còn lại bạn mang đi đầu tư một cái dự án mạo hiểm khác, đúng không nào? Bây giờ bạn, tôi không biết, ví dụ bạn 1/3 vào ADA và giờ nó bay lên rồi, ok, bạn hỏi còn 2/3 nữa vào vốn đầu tư mạo hiểm và đừng bỏ tiền đấy vào ADA nữa, mà bây giờ cái số tiền đấy để yên ở đó. Vấn đề còn lại không phải là tiền nữa, mà vấn đề bây giờ còn lại là trí, sự hiểu biết của bạn sắp tới về Midnight, về Substrate, rồi những cái gì mà xảy ra với ADA và còn rất nhiều thứ khác nó sinh ra ở trong cái lĩnh vực blockchain nói chung và trên nền tảng Cardano nói riêng. Có rất nhiều cơ hội mà các bạn, thì đừng giữ nguyên cái tiền ở đấy các bạn, còn tiền, không mất tiền là kiếm được tiền rồi, và bạn còn hẳn 2/3 số vốn để đầu tư mạo hiểm các bạn. Thì giữ nguyên cái số đó và đợi và đi tìm một cái cơ hội đầu tư mạo hiểm mới. Quỹ ETF Bitcoin mà được chấp nhận là một kênh khơi thông cả về pháp lý, thanh khoản cho thị trường, đúng không thầy? Đúng, nó sẽ khơi thông, nhưng mà nó chỉ khơi thông đâu đấy cho Bitcoin, chứ còn cho cả thị trường này thì anh không nghĩ là gây gớm thế lắm. Và nói thật là mấy cái ETF, mình chỉ nhắc lại, nó là cái sản phẩm bơm thổi của dân tài chính các bạn. Nó tăng nhanh rồi nó cũng giảm sâu, và ETF nó vào nó sẽ tác động đến thị trường rất lớn ấy. Nó sẽ tăng cái biên độ biến động giá, nó tăng cường độ biến động giá, nó tăng tần suất biến độ giá, và nó làm cho thị trường nó nhiễu loạn hơn. Và crypto rất khó đi vào được cuộc sống nếu nó vẫn cứ biến động giá nhiều như hiện nay, bởi vì là những người làm thương mại truyền thống họ rất sợ cái giá trị của họ bị biến động. Làm ăn kinh doanh ngoài kia lãi 5%, 10%, vào crypto nó biến động 20%, đúng không các bạn? Thì người ta rất sợ, cho nên là mình không kỳ vọng một cái gì đó nó cứ tăng giá trồi sụt như thế này, và nói chung mình cũng không kỳ vọng cái chuyện ETF và nó sẽ thay đổi cả cái thị trường này. Rồi, khi các CBDC phổ biến thì đe dọa đến các stablecoin không ạ? Mình đã trả lời ở phía trên rồi. Mạng Bitcoin hiện nay đang có trend BRC 20 thầy ạ. Nó tạo ra các giao dịch, nó tạo ra tiền cho miner. Các bạn, nếu các bạn để ý cái vụ này ấy, một ấy là cái đoạn mà tạo ra tiền cho miner ấy không đáng bao nhiêu đâu. Các bạn cứ thử mà xem, cái phí thu cho giao dịch bây giờ của Bitcoin rất thấp. Các cái miner sống chủ yếu bằng tiền mà nó sinh ra, đúng không? Cái phần đồng Bitcoin còn lại ấy. Thứ hai nữa là họ phải sống nhờ vào cái chuyện là Bitcoin tăng giá, chứ coi bây giờ mà giảm giá mà có tính thêm phí cũng không ăn được gì đâu. Cái thứ hai ở đây các bạn lưu ý là cái BRC20 ấy, bản chất nó là một cái lỗi, đúng không các bạn? Lỗi về mặt lập trình, nó một cái kẽ hở, một cái lỗ hổng. Và hiện tại những cái người mà đang chịu trách nhiệm về quản trị và quản trị cái mã nguồn của Bitcoin ấy, người ta đang tính cái là lấp cái lỗ hổng này lại để không cho giao dịch cái đồng BRC20 nữa. Lý do là khi mà BRC20 giao dịch nhiều quá, nó làm tăng cái phí giao dịch Bitcoin lên, và khi mà phí giao dịch nó lên quá cao thì nó làm cái độ hấp dẫn của Bitcoin nó sẽ giảm xuống các bạn. Anh chị em lấy cái thông tin này hôm rồi mình vừa đọc một cái bài báo đấy, là những cái developer, những cái đội mà phát triển của Bitcoin ấy, họ dự định nó nâng cấp để bịt cái lỗ hổng này bạn. Và đấy là một cái lỗ hổng. Và cái BRC20 ấy sinh ra để làm gì các bạn? Các bạn cứ nghĩ mà xem, cái BRC20 ấy, đề áp nó không có, nó chỉ là một cái loại token bình thường thôi. Và bạn sẽ định làm cái gì BRC20 để đưa vào cuộc sống rất khó luôn đấy các bạn. Và tại sao người ta phải dùng cái đó trong khi ở những cái mạng khác nó có? Tôi không nghĩ là một cái doanh nghiệp sản xuất hoặc là một cái người mà muốn xác nhận hàng hóa xuất xứ lại đi dùng cái BRC20 để tạo ra những cái token để chứng minh hàng hóa xuất xứ cái thứ của mình đâu. Và trong khi những cái mạng khác nó rẻ hơn, tạo ra nó dễ hơn, các bạn có smart contract, có đề app, có cộng đồng, thì tại sao lại như thế? Và hiện tại Bitcoin nó không có ứng dụng gì cả, cho nên là nếu nó phải chấp nhận cởi mở, nó phải chấp nhận thay đổi cơ, thì nó mới có cơ hội. Khi nào nên swap ADA qua SEN vậy thầy? Khi nào mà giá ADA xuống càng sâu thì nên swap nó qua SEN. Còn khi nào mà ADA tăng quá cao thì SEN cũng sẽ, SEN là đồng giảm thì giảm nhanh hơn ADA mà tăng thì tăng nhanh hơn ADA. Đó, thì với cái nguyên tắc thì các bạn sẽ biết lúc nào cần phải làm gì. Vụ nghẽn không chuyển ADA trên phí Binance có đáng ngại không thầy? Đấy là do Binance chứ không phải là do ADA. Đợt rồi mua thêm chưa kịp chuyển về và nó đã lỗi, bạn phải phân biệt được là nó ở đâu. Binance bản chất ấy là nó nắm giữ toàn bộ cái số ADA của bạn trên nền tảng blockchain. Còn những cái gì mà bạn có trên Binance ấy, nó bản chất nó chỉ là cái số, nó giống như số trong Excel ấy các bạn, và các bạn chỉ mua bán những con số ấy. Bản chất bạn không hề mua bán cái đồng crypto nào ở trên sàn Binance cả. Các bạn nhớ cái đặc tính này nhé, là khi các bạn mua Bitcoin, mua Ethereum, mua ADA ở trên Binance thì bản chất là bạn chỉ mua mấy cái số điện tử thôi, chứ bạn không hề mua crypto, mua bán crypto trên đó. Và khi bạn rút về ấy, thì bản chất là nó chỉ trừ cái số dư ở trong cái tài khoản, cái tiền ảo thôi, và họ phải lấy tiền crypto thật ở trên nền tảng blockchain chuyển về cho bạn. Và khi bạn rút về không được, tức là thằng Binance nó đã chặn ngay từ cái giao dịch ấy, tức là nó không thực hiện giao dịch trên nền tảng blockchain để đưa về cho bạn, chứ không phải là do nó chuyển rồi mà hệ thống blockchain không chuyển được. Cái này các bạn phải hiểu cho đúng. Bởi vì nền tảng blockchain ADA hiện tại là cứ 20 giây nó chuyển một lần, và đợt vừa rồi ngay cả cái chuyện mà khối lượng tăng lên không hề tắc một chút nào cả các bạn. Cái chuyện tắc mà không rút được về là do Binance chứ không phải do ADA, các bạn nhớ cái chuyện này. Rồi, như vậy là đến đây bây giờ không còn câu hỏi gì nữa thì chắc là mình xin kết thúc cái nội dung trong buổi ngày hôm nay thôi. Hôm nay rất vui vì số lượng mọi người lớn hơn 100, chắc là vấn đề do cái giá. Nói thật là nói về giá thì mình cũng không phải là thạo lắm, và mình cũng không muốn nói về giá này nhiều lắm. Nhưng hôm nay mình do cái chuyện mình làm cái việc quyết lên đấy và các bạn đã quyết rồi, mình muốn nói thêm nhưng mà mình lại nói lấn sang về mặt tâm lý nhiều hơn, vấn đề về tiền bạc. Như vậy là các bạn kết thúc cái buổi hôm nay thì tôi đã chia sẻ cho các anh chị em về cái công nghệ substrate, và đặc biệt lại là tôi đã chia sẻ cho anh chị một cái tầm nhìn view hơn, rộng hơn ấy, để các bạn hiểu được cái substrate ở đâu và cả một cái sinh thái nó đang phát triển như thế nào. Và mình muốn gửi đến một thông điệp rằng là blockchain bây giờ nó đã đến cái độ là người ta đang loay hoay lo các miếng ghép để đưa blockchain tiệm cận hơn với cuộc sống. Và các bạn biết là khi nó tiệm cận với cuộc sống rồi nó sẽ bùng nổ lên như internet thôi. Và các bạn phải hết sức bình tĩnh trong cái giai đoạn hiện tại. Với cái tầm nhìn xa, với cái sự hiểu biết như thế thì những cái gì mà các bạn đang nắm giữ nó còn một cơ hội rất dài, một hành trình rất dài, thì phải hết sức kiên nhẫn. Bởi vì giai đoạn này mà mình đã nắm được mọi thứ trong tay rồi, đừng để nó tuột. Bởi vì là cái sự thiếu hiểu biết luôn luôn nó làm cho chúng ta mất đi những cái cơ hội lớn lao nhất của cuộc đời, và lần này đừng để mất các bạn. Rồi, một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe cái buổi hôm nay, và hy vọng là sẽ còn cơ hội được đón các bạn ở trong những buổi tiếp theo nữa. Lần sau cố gắng tham dự để cho nó đông lên như này các bạn nhé. Rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, chúc mọi người ngủ ngon. Các bạn vừa nghe xong video được dịch thuật và lồng tiếng bởi nhóm Fimi. Chúc các bạn thu lượm được nhiều kiến thức bổ ích. Cardano.vn xin hẹn gặp lại các bạn tại các video tiếp theo.